Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 61. Diệp Huyên xoay người lại nhìn người đàn ông, ông ta cười nói, Diệp thành chủ, chúng ta cũng biết một ít về đại thế giới huyền hoàng. Nghe nói Bắc Cảnh Vương muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, nhưng ngươi lại từ chối, không thể không nói quyết định của ngươi là rất ngu xuẩn. Diệp Huyên cười hỏi, vậy tại sao các hạ không làm nghĩa tử của ông ta đi? Người đàn ông áo bào trắng nheo mắt lại, Diệp Huyên nói tiếp, ta biết rồi. Chắc ngay cả tư cách làm nhi tử của người ta các hạ cũng không có, đúng không? Ánh mắt của ông ta dần lạnh đi, Diệp thành chủ, ngươi nên hiểu một điều, đây là vũ trụ hảo hãn chứ không phải vũ trụ hỗn độn của ngươi. Dứt lời, vài gã cao thủ áo đen bỗng xuất hiện đằng sau Diệp Huyên và Triệu Mục không xa. Diệp Huyên lắc đầu cười, phó tông chủ, ông định ra tay với ta à? Người đàn ông áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục, nào, ta sẽ nhường ông ba chiêu, ông dám ra tay không? Hắn vừa nói xong, các cao thủ Liêu Nguyên lập tức sầm mặt lại. Ở vũ trụ hạo hãn, chưa từng có ai dám kiêu ngạo trước mặt Liêu Nguyên. Tất cả các cao thủ Liêu Nguyên đều nhìn người đàn ông áo bào trắng, nhưng ông ta vẫn không ra tay. Diệp Huyên cười hỏi, sao, không dám hả? Người đàn ông áo bào trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, những kẻ ngựa non háu đá thường không sống được lâu. Lúc này Diệp Huyên xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên cầm kiếm bước về phía người đàn ông áo bào trắng, một luồng kiếm thế ngút trời trào ra từ trong cơ thể hắn. Khi cảm nhận được luồng kiếm thế này, người đàn ông áo bào trắng lập tức biến sắc. Lúc này trong mắt ông ta ngoài vẻ lạnh lẽo còn có kiêng dè. Đương nhiên ông ta đã nghe nói về Diệp Huyên, hơn nữa ông ta còn biết mới đây không lâu, Diệp Huyên vừa đánh lui cuộc tiến công của đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên cách đó không xa bỗng dừng lại, hắn cầm trường kiếm nhìn người đàn ông áo bào trắng, đánh chứ. Ông ta nhìn Diệp Huyên, không dám trả lời. Diệp Huyên lắc đầu cười, thứ rác rưởi gì đây không biết. Nói xong. Hắn quay lưng rời đi. Đúng lúc này, một cao thủ Liêu Nguyên cách đó không xa đột nhiên hét lên, ai cho ngươi gan chó, dám ở Liêu Nguyên ta. Bất chợt, keng. Một tiếng kiếm reo vang vọng từ chung quanh, ngay sau đó đầu của gã cao thủ Liêu Nguyên vừa lên tiếng bị văng ra ngoài. Xoẹt, máu phun như suối. Tất cả mọi người sững sờ. Một nhát rơi đầu. Cứ thế đã bị một nhát chém rơi đầu. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, còn nữa không? Lúc này có một người đàn ông bước ra, gã ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đang định nói thì một thanh phi kiếm chợt lóe lên. Xoẹt! Gã ta chưa kịp phản ứng, đầu gã đã bay ra ngoài. Xung quanh yên tĩnh như đóng băng. Cách đó không xa, Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, còn ai nữa? Còn ai nữa? Giọng nói của Diệp Huyên rất bình tĩnh nhưng lại lộ ra sát ý lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Người đàn ông áo bào trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ông ta nhận ra mình đã đánh giá thấp vị Diệp thành chủ trước mắt. Không chỉ đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên, còn đánh giá thấp tính tình của hắn. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn lướt qua nhóm cao thủ Liêu Nguyên, nở nụ cười khinh thường rồi quay lưng rời đi. Lúc này, người đàn ông áo bào trắng bỗng lên tiếng. Diệp thành chủ, hôm nay ngươi sỉ nhục Liêu Nguyên tông ta, chuyện này chúng ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Huyên dừng bước nhưng không xoay người lại, cười người chớ vội cười lâu, các ông không tôn trọng ta, sao ta phải tôn trọng các ông? Nói xong, hắn dẫn Triệu Mục biến mất ở phía xa. Hắn luôn cho rằng tôn trọng phải xuất phát từ hai phía. Người ta tôn trọng ngươi, ngươi mới cần tôn trọng người ta. Nếu đối phương không tôn trọng ngươi, tại sao ngươi phải tôn trọng hắn? Tục ngữ có câu, nếu một con chó điên sủa ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng phải học theo sủa lại nó sao? Ý của câu này khuyên người ta không cần so đo với người bình thường. Nhưng Diệp Huyên không cho là vậy. Có một số người còn không bằng chó điên, hắn mắng ngươi, bắt nạt ngươi, nếu ngươi nhẫn nhịn lùi bước, hắn sẽ được nước lấn tới. Hầu hết mọi người trên thế giới này đều như vậy, mềm nắn rắn buông. Do đó, con người ta chỉ có thể trở thành người tốt hoặc kẻ xấu. Sau khi Diệp Huyên đi, vẻ mặt của người đàn ông áo bào trắng cực kỳ tối tăm. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên và Triệu Mục trở lại trong tinh không bao la, khi họ sắp rời đi,
một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt họ. Nhìn từ bên ngoài, cô gái khoảng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên vỉnh thì vỉnh, vóc dáng rất quyến rũ, khuôn mặt cũng rất đẹp. Mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ điển hình là đây. Đây chắc chắn là kiểu nữ nhân mà tất cả nam nhân mơ ước. Triệu Mục nhìn sang Diệp Huyên, hắn nghiêm mặt bảo, ta là người đứng đắn. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Ở phía xa, cô gái bước lại gần Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn, ngươi là thần chủ thần quốc phải không? Diệp Huyên gật đầu, các hạ là. Cô gái nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hỏi, Diệp thành chủ, có thể đổi sang nơi khác không? Diệp Huyên không đáp. Cô gái lại nói, ta biết mục đích đến của Diệp thành chủ, Liêu Nguyên Tông không muốn đàm phán với ngươi, ta đồng ý. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô thay mặt ai? Cô gái trả lời, Âm Dương Tông. Diệp Huyên cau mày, Âm Dương Tông. Cô gái gật đầu, qua chỗ khác chứ? Diệp Huyên nhìn chung quanh rồi gật đầu, dẫn đường. Cô gái xoay người đi. Chẳng mấy chốc cô gái đã đưa Diệp Huyên và Triệu Mục đến Âm Dương Tông, nhưng vừa vào trong, Triệu Mục lập tức nhíu mày. Trong Âm Dương Tông có rất nhiều nữ tử, không đúng, phải nói tất cả đều là nữ tử. Họ không chỉ ưa nhìn mà còn ăn mặc hở hang, trông rất nóng bỏng và gợi cảm. Trên đường đi có rất nhiều nữ tử nhìn đăm đắm vào Diệp Huyên, trong mắt nhiều người còn có vẻ tham lam. Điều này khiến nét mặt Triệu Mục càng khó chịu hơn. Chỉ chốc lát, cô gái dẫn Diệp Huyên và Triệu Mục đến một đại điện. Sau khi vào trong, vẻ mặt Diệp Huyên cũng trở nên hơi kỳ quái. Bốn bức tường của đại điện được treo rất nhiều tranh không phù hợp với trẻ em. Triệu Mục vô cảm, vẻ mặt càng lạnh lẽo hơn. Cô gái dừng bước, làm động tác mời rồi giới thiệu, Diệp thành chủ, ta là Tiết Tịnh Phi, tông chủ Âm Dương Tông. Diệp Huyên do dự, sau đó hỏi, Tiết tông chủ, quý tông chủ yếu song tu sao? Tiết Tịnh Phi lắc đầu, không hẳn vậy. Diệp Huyên gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Tiết Tịnh Phi nhìn Diệp Huyên, Âm Dương Tông ta từng là đại tông đứng đầu vũ trụ hảo hãn, tiếc là sau này bị xuống dốc. Cuối cùng Liêu Nguyên quật khởi. Nói tới đây, vẻ mặt nàng ta trở nên hơi phức tạp, sau khi Liêu Nguyên quật khởi, họ tuyên bố ai thuận thì sống, ai nghịch thì chết. Để bảo vệ người của tông môn, sư phụ ta buộc phải dùng đại trận ẩn giấu tất cả mọi người trong tông môn, nhưng người Liêu Nguyên vẫn chưa chịu từ bỏ chúng ta. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Tiết Tịnh Phi trả lời, bởi vì đa số đệ tử của Âm Dương Tông chúng ta đều có mị thể trời sinh hoặc thể chất đặc thù. Và lại thứ chúng ta tu luyện là công pháp song tu. Nếu song tu với đệ tử tông ta, nhà trai sẽ được rất nhiều lợi ích. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, mục tiêu của họ là các cô. Tiết Tịnh Phi gật đầu. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi nói, Tiết tông chủ, cô nói các cô tu luyện công pháp song tu, nhưng tại sao ta không thấy trong tông môn các cô có nam nhân vậy? Tiết Tịnh Phi lạnh nhạt đáp, Diệp thành chủ, có lẽ ngươi đã hiểu lầm chúng ta. Nữ tử Âm Dương Tông chúng ta cả đời chỉ được có một nam nhân, công pháp họ hiện đang tu luyện chỉ để chuẩn bị cho tương lai thôi. Nếu họ gặp người mình thích, họ có thể truyền khí âm dương trong cơ thể cho đối phương, hai bên một âm một dương, hòa làm một thể. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nữ tử của Âm Dương Tông chúng ta không dâm đãng như người ngoài đồn thổi. Chúng ta chỉ không lẩn tránh phương diện tình dục thôi. Việc đó ai cũng đã làm, nếu dám làm thì phải dám nói chứ. Có một số người, ngoài mặt thì đoan chính, sau lưng không biết giờ bẩn hèn hạ cỡ nào. Diệp thành chủ, người nghĩ sao? Diệp Huyên cười nói, Tiết tông chủ đừng nghĩ nhiều, ta không có nhận định chủ quan về quý tông, vừa rồi hỏi chỉ vì tò mò thôi. Tiết Tịnh Phi im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lại hỏi, Tiết tông chủ, hôm nay cô dẫn ta đến đây hẳn là có chuyện gì nhỉ? Tiết Tịnh Phi gật đầu, ta muốn đưa cả Âm Dương Tông tới vũ trụ hỗn độn. Tới vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó cười bảo, đây là chuyện tốt. Đúng là chuyện tốt, vì hắn phát hiện thực lực của các nữ tử Âm Dương Tông đều không yếu. Lúc nãy đi vào, hắn còn gặp 12 cao thủ đế cảnh, không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được vài hơi thở mạnh mẽ trong Âm Dương Tông. Âm Dương Tông không đơn giản như vậy. Nếu đối phương tới vũ trụ hỗn độn, đây tất nhiên là một chuyện tốt đối với vũ trụ hỗn độn. Lúc này Diệp Huyên lại nói, tới vũ trụ hỗn độn thì được thôi, nhưng có một số điều ta phải nói trước,
Hiện nay vũ trụ hỗn độn đang gặp nguy cơ xưa nay chưa từng có, cô phải hiểu điều này. Tiết Tịnh Phi gật đầu, ta biết, Âm Dương Tông ta sẵn sàng cùng chết cùng sống với vũ trụ hỗn độn. Có điều. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta cần sự trợ giúp của Diệp Thành Chủ. Diệp Huyên hỏi, giúp thế nào? Tiết Tịnh Phi trả lời, nếu chúng ta muốn rời khỏi vũ trụ hạo hãn chắc chắn sẽ bị Liêu Nguyên biết được, họ sẽ không để chúng ta đi, nên. Sau đó nàng ta nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng. Tiết Tịnh Phi đứng dậy thi lễ, Diệp Thành Chủ, không phải ta lợi dụng ngươi mà là đang nhờ ngươi giúp đỡ. Nếu Diệp Thành Chủ giúp chúng ta vượt qua được cửa ải khó khăn này, chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, báo đáp thì không cần. Lần này các cô tới vũ trụ hỗn độn cũng có lợi cho vũ trụ hỗn độn chúng ta. Nói xong, hắn nhìn Tiết Tịnh Phi, Tiết Tông Chủ, cô chuẩn bị đi, chúng ta lên đường đi vũ trụ hỗn độn. Tiết Tịnh Phi muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì sao? Tiết Tịnh Phi nhẹ nhàng đáp, ta biết Diệp Thành Chủ mạnh không ai bằng, nhưng nhân số của Âm Dương Tông ta rất nhiều, người Liêu Nguyên không làm gì được Diệp Thành Chủ, nhưng nhiều người chúng ta e không thể chống lại họ. Diệp Huyên im lặng. Như Tiết Tịnh Phi đã nói, người Liêu Nguyên không làm gì được hắn, nhưng là tông môn mạnh nhất vũ trụ hảo hãn, Liêu Nguyên chắc chắn không đơn giản. Một khi hắn bị người Liêu Nguyên giữ chân, lúc đó người Âm Dương Tông sẽ gặp nguy hiểm. Đây là điều mà Tiết Tịnh Phi đang lo lắng. Sau một lát yên lặng, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay ra, một lá bùa truyền âm biến mất khỏi tay hắn. Tiếp đó, một giọng nói vang lên trước mặt Diệp Huyên, có gì căn dặn? Giọng của Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyên bảo, cho ám vệ và thần võ quân tới vũ trụ hảo hãn bằng tốc độ nhanh nhất. Giọng Thượng Quan Tiên Nhi nhanh chóng vang lên, đã hiểu. Diệp Huyên nhìn Tiết Tịnh Phi, chúng ta cứ đợi đã, khi nào người của ta đến, lúc đó chúng ta hẵng đi. Tiết Tịnh Phi thi lễ, đa tạ. Sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên và Triệu Mục, hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng ta đứng dậy đi trước. Dưới sự dẫn đường của Tiết Tịnh Phi, hai người đến một căn mật thất, bên trong có một chiếc giường, mùi thơm kỳ lạ thoang thoảng khắp phòng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Tiết Tông Chủ, đây là... Tiết Tịnh Phi trả lời, đây là, giường âm dương, chí bảo của Âm Dương Tông ta, song tu trên giường sẽ rất có lợi. Nàng ta nhìn Diệp Huyên và Triệu Mục, hai vị có thể... Đợi đã! Diệp Huyên ngắt lời nàng ta, Tiết cô nương, có phải cô đã hiểu lầm gì không? Tiết Tịnh Phi nhìn sang Triệu Mục, mặt nàng ấy không cảm xúc, nhưng hai tay đã siết chặt lại. Thấy vậy, Tiết Tịnh Phi cười áy náy, xin lỗi, là do ta nghĩ nhiều. Triệu Mục quay phát qua nhìn Diệp Huyên, hắn vội bảo, Tiết cô nương, sau này cô hãy chú ý hơn. Hắn biết tính tình của Triệu Mục, nữ nhân này cuồng bạo lực, động một chút là đánh ngay. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là Triệu Mục không ra tay. Tiết Tịnh Phi thi lễ với Triệu Mục, xin cô nương bỏ qua cho. Triệu Mục lạnh mặt, không tỏ thái độ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên vội vàng nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nói xong, hắn cùng Triệu Mục rời khỏi căn phòng nhỏ kia. Bên ngoài phòng, Diệp Huyên nhìn Triệu Mục, nàng ấy rất bình tĩnh, không nhìn ra là vui hay giận. Lúc này, Tiết Tịnh Phi ở bên cạnh chợt lên tiếng, Diệp Thành Chủ, nếu ngươi cần, chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi một số dịch vụ đặc biệt. Diệp Huyên quay qua nhìn Tiết Tịnh Phi, Tiết cô nương, cô có hiểu lầm gì về ta không? Tiết Tịnh Phi nhìn Diệp Huyên, Diệp Thành Chủ nói vậy là có ý gì? Diệp Huyên nặng nề hỏi, nhìn ta háo sắc lắm sao? Tiết Tịnh Phi. Diệp Huyên đang định nói tiếp, lúc này bỗng có một cô gái đi tới trước mặt Tiết Tịnh Phi, trầm giọng báo, người Liêu Nguyên đã tìm được chỗ của chúng ta. Liêu Nguyên. Nghe vậy, Tiết Tịnh Phi lập tức sầm mặt lại. Diệp Huyên nhìn Tiết Tịnh Phi, có vẻ như cô đã biết họ sẽ đến tìm Âm Dương Tông. Lúc này hắn mới nhận ra chuyện này có gì đó sai sai. Âm Dương Tông không thể vô duyên vô cớ đi nương nhờ thần quốc. Một khi tới thần quốc, họ phải chịu sự quản lý của thần quốc. Có ai lại muốn ăn nhờ ở đậu? Giờ hắn mới hiểu, Âm Dương Tông hẳn đã tới thời điểm nguy cấp nhất. Có lẽ đến vũ trụ hỗn độn là lựa chọn duy nhất của họ. Tiết Tịnh Phi im lặng một lúc, sau đó nói, Diệp công tử,
không dám giấu giếm, mới cách đây không lâu, không biết Liêu Nguyên Tông dùng cách nào mà điều tra được vị trí gần với chúng ta. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta thật sự đã cùng đường bí lối. Diệp Huyên cười nói, Tiết Tông Chủ có thể nói thẳng làm ta hơi bất ngờ. Vẫn câu nói đó, một khi đến vũ trụ hỗn độn, Quý Tông sẽ là người của vũ trụ hỗn độn. Chúng ta có thể sẽ chết khi chiến đấu với đại thế giới huyền hoàng, nhưng ta có thể đảm bảo Quý Tông sẽ không chết vì nội chiến. Không thể không nói những nữ nhân Âm Dương Tông là người mà rất nhiều thế lực muốn có. Họ tu luyện suốt đời, nếu có được họ, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt. Tiết Tịnh Phi nhìn Diệp Huyên, nếu đến vũ trụ hỗn độn, Âm Dương Tông sẵn sàng cùng sống cùng chết với vũ trụ hỗn độn. Giữa chết trận và chịu nhục, đương nhiên họ sẽ chọn chết trận. Vì họ biết, một khi rơi vào tay Liêu Nguyên Tông, có thể họ sẽ sống không bằng chết. Diệp Huyên gật đầu, cô cho người chuẩn bị trước đi, đợi người của ta đến, chúng ta sẽ xuất phát. Tiết Tịnh Phi lưỡng lự một lúc rồi nói, e rằng người Liêu Nguyên đã sắp đến rồi. Diệp Huyên nhìn Tiết Tịnh Phi, không trả lời. Tiết Tịnh Phi tạm dừng, sau đó hỏi, Diệp Thành Chủ có yêu cầu nào khác không? Diệp Huyên lắc đầu cười, Tiết cô nương, khi nào cô hiểu rồi nói sau. Tiết Tịnh Phi nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì một cô gái vội vã đi vào, Tông Chủ. Có người ở bên ngoài phá trận pháp. Tiết Tịnh Phi đang định nói thì Diệp Huyên lên tiếng, để ta đi cho. Cô tập hợp người của Âm Dương Tông, lúc đó người của ta đến, chúng ta sẽ đi ngay. Nói xong, hắn nhìn cô gái trước mặt, dẫn ta đi. Cô gái nhìn Diệp Huyên rồi lại nhìn Tiết Tịnh Phi, nàng ta khẽ gật đầu. Cô gái nói, Diệp Thành Chủ, mời. Diệp Huyên nhìn sang Triệu Mục, cô ở đây đi. Dứt lời, hắn cùng cô gái quay lưng rời đi. Triệu Mục cũng không ở lại mà đi theo. Diệp Huyên không còn cách nào khác, đành để nàng ấy đi theo. Một lát sau, Diệp Huyên đi ra trước sơn môn của Âm Dương Tông, cách đó không xa có một lớp màn ánh sáng rất mỏng, bên ngoài là một vùng thảo nguyên. Lúc này, một người đàn ông áo bào trắng xuất hiện bên ngoài lớp màn. Khi thấy người này, Diệp Huyên lập tức ngẩn người. Người này chính là Phó Tông Chủ Liêu Nguyên Tông hắn vừa gặp mới đây không lâu. Người đàn ông áo bào trắng bỗng nghiêng người, bên cạnh ông ta xuất hiện một ông lão xuất hiện. Ông lão cầm la bàn màu đen, lẩm nhẩm vài câu, ngay sau đó chiếc la bàn bắt đầu quay cuồng, lớp màn ánh sáng trước mặt Diệp Huyên chợt mở đi. Thấy thế, khóe miệng người đàn ông áo bào trắng khẽ nhếch lên, Âm Dương Tông. Sau vài giây, lớp màn ánh sáng bị rách toạc. Âm Dương Tông lập tức hiện ra trước mặt người đàn ông áo bào trắng. Ông ta cười ha hả, nhưng nụ cười của ông ta rất nhanh đã cứng đờ, bởi vì ông ta nhìn thấy Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, nụ cười trên mặt ông ta dần lạnh đi, Diệp Huyên, sao ngươi lại ở đây? Diệp Huyên cười nói, thì ra là Phó Tông Chủ Liêu Nguyên Tông, thật trùng hợp. Người đàn ông áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Âm Dương Tông này, Liêu Nguyên Tông ta nhất định phải chiếm được. Diệp Huyên cười hỏi, ông đang khiêu khích ta sao? Người đàn ông áo bào trắng siết chặt tay, đằng sau ông ta có khoảng hơn 100 người xuất hiện từ lúc nào không biết, tất cả đều là cao thủ Liêu Nguyên Tông. Diệp Huyên nhếch mép cười, người nhiều thì lợi hại lắm à. Người đàn ông áo bào trắng trầm giọng nói, Diệp Thành Chủ, chúng ta không hề có ý định làm kẻ thù với ngươi, mục tiêu của chúng ta chỉ là Âm Dương Tông. Diệp Huyên bật cười, vậy thì ngại quá, hiện tại Âm Dương Tông đã sáp nhập vào thần quốc, họ đã là người của thần quốc. Người đàn ông áo bào trắng nheo mắt, xem ra Diệp Thành Chủ nhất định phải can thiệp vào chuyện này. Diệp Huyên đang định đáp lời, lúc này Tiết Tịnh Phi đột nhiên bước ra nhìn người đàn ông áo bào trắng, Âm Dương Tông đã sáp nhập vào thần quốc, bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến vũ trụ hỗn độn. Người đàn ông áo bào trắng cười gằn, Tiết Tịnh Phi, người cảm thấy có khả năng à? Nói tới đây, ông ta nổi giận chỉ vào Diệp Huyên, người nghĩ hắn có thể bảo vệ được các ngươi sao? Mơ đi! Cô! Keng! Một tiếng kiếm reo bỗng vang vọng. Xoẹt! Người đàn ông áo bào trắng chưa kịp phản ứng thì cánh tay phải của ông ta đã bay thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi. Ông ta nhìn Diệp Huyên, vừa bất ngờ vừa sợ hãi, ngươi! Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo bào trắng, ông nên tôn trọng ta. Ông ta gằn giọng, Diệp Huyên, ngươi!
Một tia kiếm quang chợt lóe, xoẹt. Đầu của người đàn ông áo bào trắng răng ra, máu phun như suối. Thấy vậy, các cao thủ Liêu Nguyên lập tức hoảng sợ. Thực lực của Diệp Huyên nằm ngoài dự liệu của họ. Ở phía xa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên không trung, tông chủ vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Sau một lúc yên lặng, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiết Tịnh Phi đứng bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng lên tiếng, Mạc Sơn Hành, tông chủ Liêu Nguyên Tông. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyên, mặt không chút cảm xúc, Diệp Thành Chủ, tay ngươi duỗi hơi dài rồi đó. Diệp Huyên cười đáp, ta cứ tưởng ông sẽ không xuất hiện. Mạc Sơn Hành hờ hững tiếp lời, Diệp Thành Chủ, Liêu Nguyên Tông không thù không oán và cũng không muốn kết thù với các ngươi. Diệp Huyên cười nhạt, ta cũng không muốn dây dưa với các ông, nhưng Âm Dương Tông phải đi theo ta. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyên, Âm Dương Tông này, Liêu Nguyên Tông nhất định phải chiếm được. Không ai có thể bảo vệ được chúng. Đây là thái độ của Liêu Nguyên Tông ta. Diệp Huyên cười hỏi, xem ra chúng ta cần phải luận bàn rồi. Mạc Sơn Hành gật đầu, lão phu cũng muốn xem thử Diệp Thành Chủ yêu nghiệt cỡ nào. Dứt lời, đằng sau ông ta bỗng xuất hiện 20 người. Tổng cộng 120 người. Hơi thở của 120 người này đều rất mạnh, trong đó có 16 cao thủ đế cảnh, cao thủ thần cảnh cũng có 6 người. Còn Mạc Sơn Hành thì sâu không lường được. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyên, trừ phi Diệp Thành Chủ có thể giết ta bằng một chiêu, nếu không người của ta sẽ đưa tất cả nữ tử Âm Dương Tông đi. Diệp Huyên cười hỏi, thử xem. Nói xong, hắn đột nhiên chém nhanh về trước. Mạc Sơn Hành nheo mắt, vung tay áo lên, một lực lượng mạnh mẽ chấn ra như thủy triều, trong nháy mắt, không gian xung quanh như sôi trào. Kiếm của Diệp Huyên tới. Chỉ trong tích tắc, Mạc Sơn Hành bị chém lùi lại mấy trăm trượng. Thấy vậy, vẻ mặt của các cao thủ Liêu Nguyên Tông lập tức trở nên khó coi. Ở phía xa, sắc mặt Mạc Sơn Hành cũng trở nên tối tăm, thực lực của Diệp Huyên còn mạnh hơn ông ta tưởng. Diệp Huyên nhìn Mạc Sơn Hành, Âm Dương Tông này, ta phải bảo vệ cho bằng được. Dứt lời, hắn cầm trường kiếm chỉ lệch xuống đất. Keng! Kiếm Thiên Chu run dữ dội. Một tiếng kiếm reo chấn động cả chân trời. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyên, mặt mũi dần trở nên dữ tợn. Diệp Huyên, lão phu nói cho ngươi biết, đây là vũ trụ hảo hán, dù ngươi có là rồng cũng phải ngã xuống cho lão phu. Nói xong, ông ta vung tay phải lên, hai tàn ảnh lao thẳng về phía Diệp Huyên. Hai cao thủ thần cảnh, cộng thêm Mạc Sơn Hành cùng xông lên, tổng cộng là 3 cao thủ thần cảnh. Không đúng. Mạc Sơn Hành là cao thủ thần cảnh đỉnh cao. Ngay khi 3 người lao ra, các cao thủ Liêu Nguyên Tông còn lại cũng đồng thời ra tay. Hiển nhiên mục đích của 3 người Mạc Sơn Hành là giữ chân Diệp Huyên. Cách đó xa xa, Diệp Huyên không cảm xúc, coi thường chúng ta ít người sao. Nói xong, hắn vung tay phải lên, 6 ma thi xuất hiện trước mặt hắn. 6 ma thi cấp thần cảnh. Khi chúng xuất hiện, Mạc Sơn Hành lập tức biến sắc. Cùng lúc đó, 9 thanh kiếm cũng xuất hiện trên đầu các cao thủ Liêu Nguyên Tông. Kiếm trận. Khi 9 thanh kiếm này xuất hiện, một tấm kiếm quang bao phủ lấy các cao thủ Liêu Nguyên Tông. Ngay sau đó, lần lượt từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Thấy thế, vẻ mặt Mạc Sơn Hành trở nên rất đáng sợ, Diệp Huyên. Dứt lời, ông ta lấy một miếng lệnh tiễn ném ra ngoài. Miếng lệnh tiễn phóng lên cao, làm chấn động cả chân trời. Sau vài giây, hơn 10 hơi thở mạnh mẽ ập tới từ chân trời. Tiết Tịnh Phi sau lưng Diệp Huyên trầm giọng nói, là người chấp pháp của Liêu Nguyên Tông. Người chấp pháp. Diệp Huyên nhìn về phía mười mấy người kia, không thể không nói hơi thở của họ rất mạnh, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đế cảnh. Diệp Huyên đang định ra tay thì chân trời bỗng chấn động, ngay sau đó có vài người áo đen xuất hiện xung quanh nhóm cao thủ Liêu Nguyên Tông. Khi họ xuất hiện, đầu của các cao thủ Liêu Nguyên Tông lần lượt bay ra ngoài. Ám vệ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, 1.000 người đang lao xuống từ nơi đó. Khí thế của họ mạnh hơn các cao thủ Liêu Nguyên Tông không chỉ một chút. Thần võ quân. Người dẫn đầu chính là Thượng quan Tiên Nhi. Diệp Huyên hơi bất ngờ khi thấy Thượng quan Tiên Nhi, hắn không ngờ nàng ấy lại đích thân dẫn người đến. Sau khi thấy cao thủ thần quốc xuất hiện, Mạc Sơn Hành lập tức biến sắc, lùi lại. Ngay sau đó,
nhóm cao thủ Liêu Nguyên Tông lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi tiếp đất, thần võ quân lần lượt quỳ một chân xuống trước Diệp Huyên, đồng thanh gọi, bái kiến thần chủ. Thần chủ, trong lòng mọi người thần quốc, Tiểu Thất là thần chủ chân chính, nhưng họ cũng không bài xích Diệp Huyên, bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh. Hơn nữa Diệp Huyên là người do Tiểu Thất đích thân chọn lựa. Danh chính ngôn thuận, Diệp Huyên nhìn nhóm người trước mặt mình, đứng lên đi. Họ đồng loạt đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía các cao thủ Liêu Nguyên Tông. Mạc Sơn Hành im lặng một lúc, sau đó nói, Diệp Thành Chủ, chuyện này là một hiểu lầm, Liêu Nguyên Tông ta. Diệp Huyên đang định nói, Thượng Quan Tiên Nhi đã lên tiếng, không nên đánh nhau ở đây, kẻ thù chân chính của chúng ta là Đại Thế Giới Huyền Hoàng, nếu liều mạng ở đây sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Sau giây lát im lặng, Diệp Huyên nhìn về phía Mạc Sơn Hành, giết. Giết. Lúc nghe thấy lời Diệp Huyên nói, Thượng Quan Tiên Nhi lập tức sửng sốt. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, không giết thì giữ lại làm gì. Giữ lại sau này bọn họ sẽ cho chúng ta giày để mang à. Kẻ thù. Đối với kẻ thù, cách làm của Diệp Huyên trước giờ đều là không thể nhân từ, chẳng những không thể nhân từ, nếu có thể thì nhất định phải đuổi cùng giết tận. Hôm nay bỏ qua cho Liêu Nguyên Tông, Liêu Nguyên Tông sẽ thấy biết ơn sao? Không. Chỉ sẽ cho Liêu Nguyên Tông có cơ hội thở dốc, sau đó chắc chắn đối phương sẽ trả thù. Diệp Huyên hắn không thích chuyện giết địch không giết hết, nhổ cỏ không tận gốc, sau này sẽ gặp tai ương. Lúc nghe thấy lời của Diệp Huyên, người của ám vệ đã ra tay. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt cao thủ Liêu Nguyên Tông. Chẳng mấy chốc, cao thủ của Liêu Nguyên Tông lần lượt ngã xuống. Mà dưới sự điều động của ám vệ, thần võ quân cũng theo đó hành động. Áp đảo. Liêu Nguyên Tông ở vũ trụ hạo hãn rất mạnh, nhưng vẫn không thể sánh bằng cao thủ của thần quốc. Thực lực của thần quốc không bằng Đại Thế Giới Huyền Hoàng, nhưng chế độ của thần quốc chắc chắn không thua kém bất cứ nơi nào. Hơn nữa rất nhiều năm trước thần quốc đã giết chết thiên đạo, sau đó khống chế bản nguyên thiên đạo thế giới của mình trong tay. Vì thế, ở phương diện thực lực cá nhân, thần quốc chắc chắn mạnh hơn những vũ trụ bình thường rất nhiều. Trước mắt, có lẽ thần quốc chỉ thua kém Đại Thế Giới Huyền Hoàng mà thôi. Đương nhiên vũ trụ rộng lớn, ai cũng không biết có còn vũ trụ mạnh mẽ, hoặc một vài vũ trụ có nền văn minh đặc biệt khác hay không. Vào khoảnh khắc thần võ quân hành động, sắc mặt của Mạc Sơn Hành lập tức trở nên cực kỳ khó coi, rút lui, mau rút lui. Nói xong, ông ta mang theo cao thủ Liêu Nguyên Tông xoay người bỏ chạy. Hoàn toàn không thể chiến đấu. Liêu Nguyên Tông muốn thắng, trừ khi giết chết được Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên lại là kẻ mạnh nhất trong đám người này. Hoàn toàn không thể chiến đấu. Lúc này, bọn họ mới phát hiện thì ra thần quốc lại mạnh đến thế. Không trêu vào được. Trốn. Liêu Nguyên Tông chạy trốn, mà người của ám vệ và thần võ quân cùng với những ma thi kia của Diệp Huyên đều không dừng lại. Diệp Huyên nói muốn đuổi cùng giết tận, chính là muốn đuổi cùng giết tận. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Tiết Tịnh Phi của Âm Dương Tông, Tiết Tịnh Phi im lặng một lát thì nói, điều động toàn bộ cao thủ đế cảnh của Âm Dương Tông. Những hơi thở mạnh mẽ nhanh chóng bay ra từ trong Âm Dương Tông. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đến Liêu Nguyên Tông xem thử. Nói xong, một con cự long hoàng kim bay xuống, dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhảy lên cự long, Tiết Tịnh Phi, Triệu Mục và Thượng Quan Tiên Nhi cũng đi theo sau, chẳng mấy chốc, cự long bay đi. Trên lưng cự long, Diệp Huyên chợt cất lời, Tiết Tông Chủ, nếu diệt trừ Liêu Nguyên Tông này, vũ trụ hảo hãn có thể thống nhất không? Tiết Tịnh Phi nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Sau đó nói, có thể. Chẳng những thế, người của vũ trụ hạo hãn này còn sẽ cảm ơn ngươi nữa. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, Thượng Quan cô nương, bảo người của chúng ta đến tiếp quản vũ trụ hạo hãn. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên một cái, gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy bắt đầu liên lạc với vũ trụ hỗn độn. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến Liêu Nguyên Tông. Mà lúc này, Liêu Nguyên Tông đã mở trận pháp phòng vệ. Tất cả mọi người của Liêu Nguyên Tông đều nhìn đám người Diệp Huyên trên không trung. Mạc Sơn Hành nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với chúng ta à? Diệp Huyên nhìn Mạc Sơn Hành, cá chết lưới rách, ông có tư cách sao?
Dứt lời, hắn vung tay phải lên, một thanh kiếm phá không mà đi. Kiếm Thiên Chu. Vào khoảnh khắc thanh kiếm này chém xuống, trận pháp phòng vệ của Liêu Nguyên Tông thoáng chốc vỡ nát. Diệp Huyên vung tay phải lên, giết. Thần võ quân lập tức lao xuống. Con cự long dưới chân Diệp Huyên cũng lao xuống theo, vào khoảnh khắc nó lao xuống, sắc mặt vô số cao thủ Liêu Nguyên Tông bên dưới đều thay đổi. Long uy. Long uy này thật sự quá đáng sợ, đè nặng khiến người ta khó thở. Lúc này, Diệp Huyên cũng đột nhiên lao xuống. Diệp Huyên bây giờ kết hợp với kiếm Thiên Chu, có thể nói là ít nhất cao thủ chí cảnh trên thần cảnh mới có thể chống lại hắn. Trước mắt, chỉ có đại thế giới huyền hoàng mới có cao thủ cảnh giới đó thôi. Thấy Diệp Huyên xông đến, sắc mặt của Mạc Sơn Hành lập tức thay đổi, ông ta từng biết đến sự đáng sợ của Diệp Huyên rồi. Nếu đấu tay đôi, cả Liêu Nguyên Tông không có ai chống lại Diệp Huyên được cả. Sau một thoáng do dự, Mạc Sơn Hành chợt thét lên, gọi tổ. Ông ta vừa dứt lời, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên từ trong Liêu Nguyên Tông, tia sáng trắng song thẳng lên trời, chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên dần xuất hiện trong tia sáng trắng kia. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông trung niên đó. Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó, ông ta cau mày, kiếm thần. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Huyên. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt người đàn ông trung niên lại thay đổi, là kiếm này. Diệp Huyên hơi nhíu mày, ông nhận ra nó à? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao nó lại ở trong tay ngươi? Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, ngươi biết ông ta không? Kiếm Thiên Chu rung lên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, nó không biết ông. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, lại hỏi, sao nó lại ở trong tay ngươi? Diệp Huyên cười, chuyện này nói đến thì dài lắm, ta cũng không muốn nhiều lời. Chiến đấu thôi. Người đàn ông trung niên im lặng một lát, sau đó gật đầu. Diệp Huyên giẫm chân phải một cái. Oanh! Một tia kiếm quang phóng lên cao. Trên không trung, người đàn ông trung niên siết chặt tay phải, đánh một quyền xuống. Ầm! Không gian xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Chẳng mấy chốc, hai bóng người trong không trung ngươi tới ta đi, vô cùng kịch liệt. Cũng không kéo dài bao lâu, Diệp Huyên quay lại chỗ cũ. Còn thân thể của người đàn ông trung niên trên không trung thì hoàn toàn mờ đi. Thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Sơn Hành bên dưới lập tức trở nên khó coi. Người đàn ông trung niên trên không trung nhìn Diệp Huyên, ngươi là truyền nhân của nàng ta. Nhưng theo ta biết, hình như nàng ta sử dụng nắm đấm. Diệp Huyên nhíu mày, nàng ta mà ông nói là ai? Người đàn ông trung niên nhíu mày, ngươi không biết nàng ta sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, ý ông là chủ nhân ban đầu của kiếm Thiên Chu ư. Người đàn ông trung niên đang muốn nói gì thì thân thể của ông ta đột nhiên hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, chủ nhân trước kia của ngươi là một cô gái sao? Kiếm Thiên Chu rung lên, trả lời hắn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lợi hại lắm đúng không? Kiếm Thiên Chu lập tức rung dữ dội, dường như hơi kích động. Diệp Huyên cười nói, rất lợi hại, vậy ngươi có thể liên hệ với nàng ta không? Bảo nàng ta đến vũ trụ hỗn độn chơi đi. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Kiếm Thiên Chu đột nhiên im lặng, trông có vẻ chán nản. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Sơn Hành bên dưới chợt hét lên, tất cả mọi người, rút lui. Nói xong, ông ta xoay người biến thành một tia sáng đen biến mất ở cuối chân trời, tốc độ rất nhanh. Bỏ chạy. Thấy Mạc Sơn Hành bỏ chạy, mấy người Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Không chỉ mỗi mấy người Diệp Huyên, ngay cả các cao thủ của Liêu Nguyên Tông cũng thế. Cứ thế chạy luôn à. Chẳng mấy chốc, các cao thủ của Liêu Nguyên Tông cũng đều chạy trốn. Tông chủ đã chạy rồi, đương nhiên bọn họ sẽ không tiếp tục ở lại đây chịu chết. Có thể nói, việc Mạc Sơn Hành chạy trốn đã khiến tất cả cao thủ của Liêu Nguyên Tông không còn muốn chống lại nữa. Diệp Huyên nhìn Mạc Sơn Hành phía chân trời, hắn không đuổi theo, vì nếu cao thủ thế này muốn chạy trốn, hắn cũng không đuổi kịp. Nhưng hắn cũng không định cứ thế bỏ qua cho đối phương. Diệp Huyên cất lời, ám vệ. Dứt lời, hai mươi mấy người trong bóng tối lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên lại nói, giải quyết tất cả những người vừa chạy trốn của Liêu Nguyên Tông.
Diệp Huyên vừa nói xong, thần võ quân ở sau lưng hắn lập tức xông ra ngoài. Còn Diệp Huyên thì đưa ba cô gái đi tới Liêu Nguyên Tông. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói, có lẽ sẽ có nhiều bảo vật lắm đây. Nói xong, hắn biến mất ở cách đó không xa. Ba cô gái. Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Huyên trở về trước mặt ba cô gái, nụ cười trên mặt hắn cũng tươi hơn lúc trước. Diệp Huyên cười ha ha, hắn cong ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Thượng Quan Tiên Nhi, một vài bảo vật, chia cho mọi người đi. Thượng Quan Tiên Nhi lại lắc đầu, không được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, thần quốc có chế độ thưởng phạt của thần quốc, không thể lần nào có chiến lợi phẩm cũng cho bọn họ hết được. Dần ra, rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, đến lúc đó lòng người sẽ thay đổi. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ luận công ban thưởng, sẽ không bạc đãi bất cứ một ai xả thân vì nước. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiết Tịnh Phi, Tiết cô nương, cô còn đến vũ trụ hỗn độn chứ? Tiết Tịnh Phi gật đầu, có. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Cô phải hiểu bây giờ Liêu Nguyên Tông đã bị tiêu diệt, nơi này. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa. Vì hắn phát hiện linh khí của vũ trụ hạo hãn này rất mỏng manh, hơn nữa bản nguyên thiên đạo còn rất ít. Diệp Huyên gật đầu, vậy Tiết cô nương chuẩn bị đi, sau đó chúng ta cùng nhau rời đi. Tiết Tịnh Phi nhìn Diệp Huyên, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Thượng quan cô nương, sau khi người của chúng ta đến đây, bảo bọn họ liên hệ với người của nơi này, tìm những người có thiên phú tốt, hỏi bọn họ có muốn đi đến vũ trụ hỗn độn không, đừng ép buộc. Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi tiếp tục, thiên phú không tốt cũng đừng bỏ qua, thành tựu của một người, không chỉ dựa vào mỗi thiên phú. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ sắp xếp những chuyện này. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện thì lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một khắc sau, hắn khẽ nhíu mày, biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Lúc này, Tiết Tịnh Phi chợt cất lời, ta đi xem thử. Nói xong, nàng ta cũng bay lên. Thấy Tiết Tịnh Phi đuổi theo, Triệu Mục cũng không chút do dự đi cùng. Thượng quan Tiên Nhi nhìn lên chân trời, hơi nhíu mày. Diệp Huyên dừng lại trong hư không, một cô gái đứng cách hắn không xa, cô gái mặc áo bào trắng, bên hông đeo một bình rượu hồ lô, trông tư thế rất là hiên ngang. Vẻ mặt Diệp Huyên rất nặng nề. Cô gái trước mắt đem lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mà cô gái này chỉ là một phân thân. Một phân thân đã đem lại cho hắn cảm giác này. Lúc này, kiếm thiên trụ bên hông Diệp Huyên rung lên dữ dội, tựa như đang nói gì đó. Thấy kiếm thiên trụ rung lên, Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn nhìn nó, người biết nàng ta à? Kiếm thiên trụ lại rung, sau đó bay tới trước mặt cô gái ở phía xa. Cô gái nhìn kiếm thiên trụ, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, cứ nhìn Diệp Huyên như thế. Diệp Huyên hơi do dự rồi hỏi, tiền bối biết ta sao? Cô gái đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta không nói gì, vẫn cứ nhìn Diệp Huyên như vậy. Diệp Huyên bị nhìn đến mức mất tự nhiên. Lúc này, cô gái đột nhiên quay đầu, một người đàn ông trung niên đứng ở chỗ cách nàng ta không xa. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái, vẻ mặt vô cùng nặng nề, cho hỏi các hạ là tổ sư của kiếm võ môn sao. Cô gái nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Thấy nàng ta không đáp, người đàn ông trung niên vội hành lễ, tại hạ là khách khanh của Bắc Cảnh Vương đến từ đại thế giới huyền hoàng, Lý Tùy Phong. Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyên sa sầm mặt, không ngờ người của đại thế giới huyền hoàng đã đến đây rồi. Là đến tìm mình sao? Cô gái không để tâm đến Lý Tùy Phong, mà nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn một hồi, ánh mắt nàng ta chợt trở nên hơi phức tạp. Ánh mắt đó, không thể nào miêu tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Diệp Huyên cũng thầm đề phòng. So với Lý Tùy Phong của đại thế giới huyền hoàng kia, hắn kiêng dè người phụ nữ trước mắt hơn. Người phụ nữ trước mắt cho hắn cảm giác sâu không lường được. Lúc này, Lý Tùy Phong kia đột nhiên nói, tiền bối có hứng thú với Diệp Huyên này ư? Cô gái nhìn Lý Tùy Phong, Lý Tùy Phong trầm giọng nói, tiền bối, Diệp Huyên này giết chết vô số cao thủ của Bắc Cảnh ta và hắn có thể nói là không đội trời chung. Khi nói đến đây,
sắc mặt ông ta thay đổi, vì một hơi thở mạnh mẽ đã bao phủ lấy ông ta. Lý Tùy Phong thầm hoảng hốt, tiền bối. Cô gái nhìn Lý Tùy Phong, ông ta đang muốn lên tiếng thì lúc này, cô gái giơ tay lên đánh tới một quyền. Thân thể của Lý Tùy Phong nổ tung mà không hề báo trước. Còn linh hồn của Lý Tùy Phong thì lập tức bay xa nghìn trượng. Diệp Huyên ngây người. Lý Tùy Phong kia cũng ngơ ngác, ông ta nhìn về phía cô gái lại nhìn Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như thế, dần dần, thân thể của nàng ta ngày càng mờ đi. Lúc nàng ta sắp biến mất hoàn toàn, nàng ta đột nhiên nói, ta sẽ đến tìm ngươi. Dứt lời, nàng ta cứ thế biến mất. Đến tìm mình. Diệp Huyên nhíu mày, đến gây chuyện với mình sao? Lúc này, Lý Tùy Phong ở cách đó không xa đột nhiên nói với giọng điệu nặng nề, Diệp Huyên, không ngờ ngay cả tổ sư của kiếm võ môn mà ngươi cũng động đến rồi. Diệp Huyên nhìn ông ta, kiếm võ môn này là thứ gì? Lý Tùy Phong cười khẩy, kiếm võ môn nằm ở khu vực trung thổ của đại thế giới huyền hoàng, người trong tông môn đều là tồn tại kiếm võ song tu, nằm trong ba vị trí đầu của tất cả tông môn ở trung thổ. Mà môn chủ của kiếm võ môn này còn ở trong đăng phong các của đại thế giới huyền hoàng, biết đăng phong các không? Trong đăng phong các có 9 pho tượng, 9 người này là yêu nghiệt siêu cấp và cao thủ hàng đầu từ trước đến giờ của đại thế giới huyền hoàng ta, môn chủ của kiếm võ môn là một trong số đó. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cũng không tệ, ta có tư cách được dựng tượng ở đó không? Khóe miệng Lý Tùy Phong hơi giật, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, Diệp thành chủ, xin ngươi tự mình hiểu mình một chút được không? Diệp Huyên nhún vai, sau đó nói, khi nãy nàng ta nói đến tìm ta, có lẽ là thấy ta kỳ tài ngút trời, muốn nhận ta làm đệ tử quan môn. Lý Tùy Phong cười khẩy, ban ngày ban mặt, ngươi nằm mơ cái gì thế? Nói xong, ông ta chỉ xuống dưới, biết người sáng lập Liêu Nguyên Tông này là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Lý Tùy Phong nói, người sáng lập Liêu Nguyên Tông này đến từ kiếm võ môn, người giết cả Liêu Nguyên Tông, thì chẳng khác nào đang tuyên chiến với kiếm võ môn cả. Vẻ mặt Diệp Huyên chẳng chút cảm xúc, nói xong chưa? Lý Tùy Phong híp mắt, người muốn giết ta. Diệp Huyên nói, ông không thấy mình đang hỏi nhảm sao? Dứt lời. Kiếm chấn hồn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên trong sân. Vào khoảnh khắc nhìn thấy kiếm chấn hồn, sắc mặt Lý Tùy Phong lập tức thay đổi, một khắc sau, ông ta xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên bay ra. Vụt! Phía xa, Lý Tùy Phong kia bị một tia kiếm quang xuyên thủng. Trong chốc lát, Lý Tùy Phong cứ thế bị kiếm chấn hồn hấp thu. Nhưng vào khoảnh khắc bị hấp thu, Lý Tùy Phong đã sử dụng một tấm bùa truyền âm. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói hưng phấn của tiểu hồn, tiểu chủ, linh hồn này tốt, rất bổ. Diệp Huyên cười ha ha, bổ thì tốt, sau này đi theo ta ăn ngon uống say. Tiểu hồn vội nói, được. Diệp Huyên cười một tiếng, sau đó nhìn kiếm thiên chu trước mắt, sau khi cô gái đi, nó trở nên khá chán nản. Diệp Huyên vuốt kiếm thiên chu một cái, sau đó hỏi, nàng ta là một trong những chủ nhân trước đây của ngươi sao? Kiếm thiên chu rung lên, sau đó quay lại trong tháp giới ngục. Trong tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi đi tới trước kiếm thiên chu, cô bé nhìn nó, Tiểu Chu, ta muốn đi đánh tầng thứ 8, ngươi có hứng thú không? Kiếm thiên chu, bên ngoài, Diệp Huyên im lặng một lúc rồi xoay người nhìn ba cô gái ở cách đó không xa, về thần quốc. Về thần quốc, Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, nàng ấy nhìn Tiết Tịnh Phi, Tiết cô nương, bảo người của cô đến đây đi. Tiết Tịnh Phi gật đầu, xoay người rời đi. Thượng Quan Tiên Nhi đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, sau này e rằng không chỉ có người của Bắc Cảnh đến vũ trụ hỗn độn thôi đâu. Diệp Huyên cười khổ, xin lỗi. Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, không có ngài, bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xa, nhẹ giọng nói, nữ nhân khi nãy rất mạnh. Nữ nhân khi nãy cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, phải nói là một cảm giác đặc biệt, nhưng cụ thể là thế nào thì hắn không nói được. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người áo đen hành lễ, thần chủ, không thể đuổi kịp tông chủ của Liêu Nguyên Tông. Có tiếp tục truy kích không? Diệp Huyên lắc đầu, không cần,
bảo người của Thiên Cơ Tông điều tra tung tích của người này, biết được hướng đi của ông ta là được. Người áo đen hành lễ, xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, đại thế giới huyền hoàng. Đến bây giờ, có lẽ cái đại thế giới huyền hoàng này thể hiện ra chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi. Hơn nữa cái hắn phải đối mặt bây giờ không phải là cả đại giới huyền hoàng, mà chỉ là bắc cảnh. Hắn biết, cuối cùng cũng có một ngày hắn phải đối mặt với cả đại thế giới huyền hoàng. Còn có Tiểu Thất. Không thể không nói, lúc này hắn thật sự hơi nhớ Tiểu Thất rồi. Cô gái vô cùng tự tin kia. Dù là đại thế giới huyền hoàng cũng chẳng là gì trong mắt nàng ta. Mà đến bây giờ, nàng ta vẫn không có chút tin tức nào. Lúc này, Tiết Tịnh Phi đi tới trước mặt hắn, sau lưng nàng ta còn có cao thủ của Âm Dương Tông. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Nói xong, mọi người lên đường trở về vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên lưng Cự Long Hoàng Kim, cách chỗ hắn không xa là Thượng Quan Tiên Nhi và Triệu Mục, còn Tiết Tịnh Phi thì ở một bên khác. Diệp Huyên khép hờ mắt, hắn lấy một thanh kiếm ra cắm vào người mình, bắt đầu hấp thu kiếm. Tu luyện. Đột phá cảnh giới. Bây giờ hắn chỉ cần có thời gian là sẽ hấp thụ kiếm. Hấp thụ kiếm, có thể nâng cao tu vi của mình. Mà bây giờ hắn muốn nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Thực lực quá yếu. Vì bây giờ hắn phải đối mặt với cả đại thế giới huyền hoàng. Thấy Diệp Huyên tu luyện, Thượng Quan Tiên Nhi và Triệu Mục cũng không quấy rầy. Thượng Quan Tiên Nhi ngồi một bên, lấy một cái bản sách ra, bắt đầu sắp xếp tài liệu. Dù Tiểu Thất hay Diệp Huyên thì đều không quản lý đến việc này, người quản lý thật sự là Thượng Quan Tiên Nhi. Có thể nói rất nhiều chuyện nội vụ của thần quốc đều do Thượng Quan Tiên Nhi xử lý. Cũng vì thế, mưu sĩ bên cạnh thần chủ có địa vị rất cao. Còn Nam Cung Uyển, lúc trước sau khi bị Tiểu Thất đuổi về Đông Hoang Cảnh, địa vị của cả nhà Nam Cung có thể nói là thoáng chốc rơi xuống nghìn trượng. Mà bây giờ... Thế ra được tôn sùng nhất trong thần quốc chắc chắn chính là nhà Thượng Quan, vì có Thượng Quan Tiên Nhi được cả hai đời thần chủ trọng dụng. Khoảng một lúc sau, mọi người đi vào trong vũ trụ hỗn độn. Vừa đi vào vũ trụ hỗn độn, một người áo đen đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người áo đen trầm giọng nói, thần chủ, Mạc Sơn Hành kia đã đến đại thế giới huyền hoàng, có lẽ đối phương muốn đi tới kiếm võ môn. Kiếm võ môn? Diệp Huyên nhíu mày. Có lẽ mục đích của đối phương là đầu quân vào kiếm võ môn, sau đó chờ cơ hội trả thù. Người áo đen đột nhiên nói, thần chủ, có cần đuổi theo không? Kiếm võ môn. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu, không cần. Người áo đen thi lễ, lặng lẽ lui xuống. Lúc này, Tiết Tịnh Phi đi tới trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, Thượng Quan cô nương, cô sắp xếp cho bọn họ đi. Nhớ. Cô nương của Âm Dương Tông tu luyện khá đặc biệt, đừng để người khác đi gây chuyện với bọn họ, cứ nói là lệnh của ta. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, đã hiểu. Nói xong, nàng ấy dẫn Tiết Tịnh Phi rời đi. Sau khi hai cô gái rời đi, Diệp Huyên nhìn Triệu Mục, Triệu cô nương, cô ở Trật Tự Thành được chứ? Triệu Mục nhìn Diệp Huyên một cái rồi xoay người đi. Diệp Huyên cười lắc đầu, sau đó gọi Diệp Liên ra ngoài, khoảng thời gian này. Diệp Liên vẫn luôn tu luyện với A Việt và Viêm Già, không thể không nói, dưới sự chỉ điểm của hai người, tu vi của Diệp Liên thật sự đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã là đế cảnh đỉnh cao rồi. Diệp Huyên nói, còn nhớ chuyện mình từng đồng ý với người khác không? Diệp Liên gật đầu, ca ca, bây giờ muội sẽ thành lập một tiên đạo tông ở Trật Tự Thành, được chứ? Diệp Huyên cười, đương nhiên, nếu cần gì thì tìm Thượng Quan tỷ tỷ, biết chưa? Diệp Liên cười ngọt ngào, vâng. Nói xong, cô bé nhảy xuống khỏi Cự Long, đi tới Trật Tự Thành. Nhìn Diệp Liên bên dưới, nét mặt tươi cười của Diệp Huyên dần trở nên nghiêm túc. Diệp Liên, muội muội, đây là người quan trọng nhất của hắn trên đời này, hắn không cho phép bất cứ một ai làm hại đến cô bé. Tuyệt đối không cho phép. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, từ từ siết chặt tay phải. Nhẹ giọng nói, đại thế giới huyền hoàng, ông đây liều đến cùng với các ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, không được, ông đây phải gọi người giúp đỡ. Trật Tự Thành, thần quốc. Diệp Huyên ngồi yên trong thần điện.
hấp thụ. Sau khi quay lại trật tự thành, Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục hấp thụ kiếm. Bây giờ hắn hoàn toàn không thiếu kiếm. Kiếm cấp bậc đạo cảnh cũng không ít. Bây giờ của cải của hắn có thể để hắn sử dụng rất lâu. Càng không nói tới bây giờ hắn còn là quốc chủ của thần quốc, có thể điều động vô số tài nguyên. Số của cải tiểu thất để lại trong kho cũng rất kinh người, nhưng hắn không động vào. Đó là của tiểu thất. Hắn phải đợi tiểu thất trở về. Trong điện, Diệp Huyên điên cuồng hấp thụ kiếm. Mà hơi thở của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Huyên ở trong điện đột nhiên đứng lên. Một hơi thở mạnh mẽ thoáng chốc cuộn trào trong người hắn, cả đại điện lập tức rung lên. Diệp Huyên hít sâu một hơi, một làn khí đục bay ra từ trong miệng hắn. Cảnh giới vô thượng. Bây giờ hắn đã đến cảnh giới vô thượng rồi, ở trên đó chính là thánh cảnh. Nói cách khác là cách đế cảnh không xa lắm. Mà bây giờ hắn còn đang nghịch cảnh tu luyện một lần nữa, nếu đạt tới đế cảnh, chắc chắn không giống với đế cảnh bình thường. Đương nhiên bây giờ hắn đã có thể thoải mái giết chết cao thủ đế cảnh rồi. Bây giờ thực lực của hắn đã không thể đánh giá theo cảnh giới bình thường nữa rồi. Một lát sau, Diệp Huyên ra khỏi đại điện, bên ngoài đại điện, Thượng Quan Tiên Nhi đã đợi rất lâu. Diệp Huyên nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, sao thế? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, có tin tức của bệ hạ. Tiểu thất. Diệp Huyên trầm giọng nói đi. Lúc này, tông chủ của Thiên Cơ Tông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta trầm giọng nói, chúng ta thông qua thiên môn tra ra được, người đưa bệ hạ đi có lẽ là một thế lực thần bí của đại thế giới huyền hoàng, tên là Đạo Môn. Đạo Môn. Diệp Huyên nhíu mày, có thông tin chi tiết của thế lực này không? Tông chủ Thiên Cơ Tông lắc đầu, không có. Thế lực này là một thế lực vô cùng thần bí ở đại thế giới huyền hoàng, chỉ biết là người của bọn họ rất thần bí, gần như không tham dự vào tranh đấu thế tục ở đại thế giới huyền hoàng. Nhưng không có một ai dám nghi ngờ thực lực của bọn họ, ở đại thế giới huyền hoàng có một bảng thần võ huyền hoàng, người đứng thứ nhất và thứ hai trên bảng đều là người của Đạo Môn. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi tiếp tục, tuy Đạo Môn không phải thế lực mạnh nhất của đại thế giới huyền hoàng, nhưng ở bên kia lại có một câu nói. Tuy không phải thứ nhất, nhưng thế lực thứ nhất cũng không dám trêu vào bọn họ. Đạo Môn. Diệp Huyên trầm giọng nói, có tin tức và thông tin cụ thể của bọn họ không? Tông chủ Thiên Cơ Tông hơi do dự, sau đó mới nói có, nhưng phải đến một chỗ, mà sau khi người của chúng ta đi thì không quay về nữa. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Tông chủ đáp, Thiên Cơ Thành, thành này cách chỗ chúng ta không xa lắm, người của Đạo Môn từng xuất hiện ở nơi đó. Thiên Cơ Thành chính là địa bàn của bọn họ, vì người của chúng ta đừng nói là đi vào, chỉ cần đến gần chỗ này thôi là sẽ biến mất. Thiên Cơ Thành. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta sẽ đến đó một chuyến. Tông chủ Thiên Cơ Tông nhìn Diệp Huyên, ông ta hơi do dự, sau đó nói, lão phu không ủng hộ thần chủ đi mạo hiểm, nếu cậu cũng xảy ra chuyện, thần quốc chúng ta sẽ sụp đổ. Bây giờ thần quốc đã không còn tiểu thất, nếu cả Diệp Huyên cũng xảy ra chuyện. Thì thật sự là tai họa ngập đầu với thần quốc. Bây giờ cái thần quốc cần nhất chính là người có thể áp đảo như Diệp Huyên. Đừng thấy nội bộ của thần quốc nhìn hòa thuận, nếu không có người áp đảo, thần quốc sẽ lập tức nội loạn. Lòng người luôn là thứ phức tạp nhất. Diệp Huyên cười khẽ, không sao, nếu ta muốn đi, có lẽ bọn họ sẽ không giữ ta lại được. Cũng không phải hắn đang khoe khoang, có nhất kiếm vô lượng, hắn tin chỉ cần mình muốn chạy. Chắc chắn người bình thường sẽ không thể đuổi kịp hắn. Mà người không bình thường, trừ khi là cao thủ ngang bằng với ma chủ. Tông chủ Thiên Cơ Tông còn muốn nói thêm, Diệp Huyên đột nhiên nói, không sao, ta sẽ tự đi một chuyến. Nói xong, hắn nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, chuyện ở thần quốc tạm thời giao cho cô. Thượng Quan Tiên Nhi nói với giọng điệu nặng nề, tốt nhất đừng nên mạo hiểm. Diệp Huyên cười, đánh không lại thì ta sẽ chạy. Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyên nhìn về phía tông chủ Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ Thành ở đâu? Tông chủ không đáp. Diệp Huyên cười, mọi người vẫn không hiểu năng lực của ta à? Nếu ta muốn chạy, người bình thường hoàn toàn không thể làm gì được. Mà bây giờ chúng ta vẫn chưa biết tình hình cụ thể của tiểu thất là thế nào, cho nên ta phải đi một chuyến. Tông chủ Thiên Cơ Tông im lặng một lát rồi cong ngón tay, một cuốn quyển trục xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đây là đường đi.
Diệp Huyên gật đầu, chuyện của thần quốc giao cho hai người. Đợi tin của ta, còn nữa, nếu người của đại thế giới huyền hoàng đến thì nhất định phải thông báo với ta, biết chưa? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, biết rồi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về cuối chân trời, nhẹ giọng nói, hắn và bệ hạ thật sự là bạn. Tông chủ Thiên Cơ Tông gật đầu, hai người họ đều là kiếm tu, luôn thẳng thắn, vì thế hai người đều sẽ không chơi trò giả tạo. Hơn nữa cô không nhìn ra à, Diệp thành chủ này rõ ràng không yêu thích vị trí thần chủ của chúng ta lắm, nếu không phải vì bệ hạ, hắn sẽ không làm thần chủ. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, khoảng thời gian ở cùng với Diệp Huyên, nàng ấy phát hiện Diệp Huyên chỉ tham tiền thôi chứ không có ham muốn quá lớn với quyền lợi. Nhưng dù hắn có tham tiền cũng không sử dụng quốc khố của thần quốc và của cải của tiểu thất. Chưa từng sử dụng. Đây là điều khiến nàng ấy bất ngờ. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, hy vọng mọi người đều bình an. Cuối chân trời, Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển, lần này, hắn không mang theo cự long hoàng kim. Vì quá rêu rao, lần này, mục đích của hắn là dò la tin tức của tiểu thất. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không, chẳng mấy chốc đã biến mất ở sâu trong tinh không mờ mịt. Khoảng 2 giờ sau, cuối cùng Diệp Huyên cũng đã tới Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành cũng không nằm trong tinh không mà là ở một đại lục này không có tên, mà không biết vì sao, nơi này cũng chỉ có một tòa thành. Chính là Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Tông có rất ít thông tin về Thiên Cơ Thành này. Vì mỗi lần bọn họ đến gần Thiên Cơ Thành này một chút thì sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Rõ ràng nơi này không đơn giản chút nào. Diệp Huyên sử dụng khí hỗn độn che giấu bản thân, sau đó lặng lẽ đi tới trước cổng Thiên Cơ Thành, trong thành có người đang đi, nhưng rất ít người, chỉ lác đác một vài người mà thôi. Trang phục của những người này rất khác với người bình thường, bọn họ mặc da thú, trên người còn đeo rất nhiều đồ trang sức như làm từ xương thú. Không phải nhân tộc. Diệp Huyên nhíu mày, hắn lặng lẽ đi vào, kiến trúc trong thành cũng không giống những thành khác, đa số đều là lều vải đơn sơ. Người nguyên thủy. Diệp Huyên nghĩ tới ba chữ này, rất lâu trước đây, khi loài người mới xuất hiện, bọn họ sống trong hang động, sau đó dần biến thành lều thô sơ. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, không thể không này, càng nhìn những người trước mắt càng thấy giống người nguyên thủy. Diệp Huyên tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc. Hắn đi tới trong thành, người ở trung tâm thành đông hơn một chút, hơn nữa, Diệp Huyên phát hiện hơi thở của bọn họ đều khá mạnh mẽ. Thân thể. Chỉ là thân thể mạnh mẽ. Có mấy người còn có thân thể cấp bậc đế cảnh. Rất không bình thường. Diệp Huyên tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc, hắn đi tới trước một cung điện, cũng là cung điện duy nhất trong tòa thành này, mà cung điện trông cũng khá đơn sơ. Diệp Huyên đang muốn đi vào, mà lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này, Diệp Huyên dừng lại. Người đàn ông trung niên cứ nhìn về phía trước, Diệp Huyên xa sầm mặt, dù đang ẩn thân, nhưng hắn biết đối phương đang nhìn mình. Bị phát hiện rồi. Ngay cả khí hỗn độn cũng có thể bị phát hiện. Diệp Huyên không che giấu nữa, lập tức hiện thân. Sau khi Diệp Huyên xuất hiện, người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi, ngươi từ đâu đến? Diệp Huyên đáp, thần quốc, vũ trụ hỗn độn. Vũ trụ hỗn độn. Người đàn ông trung niên nhíu mày, người đến chỗ chúng ta làm gì? Diệp Huyên nhìn ông ta, hắn vung tay phải lên, bức họa của tiểu thất xuất hiện, tìm nàng. Khi thấy bức họa của tiểu thất, người đàn ông trung niên lập tức nheo mắt lại, một khắc sau, ông ta đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đã sớm đề phòng, chém xuống một kiếm. Oanh! Sau khi chém xuống một kiếm, hắn lập tức lùi xa mấy trượng. Hắn vừa chạm đất, mặt đất dưới chân lập tức sụp xuống. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề, thân thể của đối phương thật sự rất mạnh, mạnh hơn thân thể của hắn rất nhiều, nói cách khác, cảnh giới cơ thể của đối phương rất có thể là trên đế cảnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, ông biết tung tích của nàng. Vẻ mặt người đàn ông không chút cảm xúc, ông ta đột nhiên biến mất, một khắc sau. Một hơi thở mạnh mẽ cuốn về phía hắn như gió lốc. Diệp Huyên híp mắt lại, hắn lao nhanh về phía trước, chém xuống một kiếm. Vụt! Một tiếng kiếm reo vang lên, một khắc sau,
người đàn ông trung niên bị một kiếm của Diệp Huyên chém lui. Người đàn ông trung niên nhìn tay phải của mình, trên cánh tay ông ta có một vết cắt rất sâu. Đó là vết thương do kiếm Thiên Chu tạo ra. Người đàn ông trung niên nhìn về phía kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, kiếm tốt. Diệp Huyên nhìn ông ta, sắc mặt càng nặng nề hơn. Thật khó tin, không ngờ người trước mắt lại có thể dùng thân thể đỡ kiếm Thiên Chu của hắn. Đây là thân thể gì vậy? Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, các người đưa tiểu thất đi đâu rồi? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, người không nhúng tay vào chuyện này được đâu. Diệp Huyên híp mắt lại, nàng là bạn của ta nhất định phải nhúng tay vào. Nói xong, hắn đột nhiên xông về phía trước, quát lên một tiếng, một khắc sau, một tia kiếm quang trắng như tuyết tàn nhẫn chém xuống từ trên đầu người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cũng không lui lại mà lao về phía trước, tông thẳng về phía kiếm của Diệp Huyên. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, Diệp Huyên và người đàn ông trung niên liên tục lùi lại, nhưng sau khi lùi được trăm trượng người đàn ông đã dừng lại, còn Diệp Huyên thì lùi tận 200 trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên ở phía xa, để ta xem, có phải linh hồn của ông cũng mạnh như thế không? Dứt lời, kiếm Thiên Chu trong tay hắn biến thành kiếm chấn hồn. Thấy thanh kiếm chấn hồn này, người đàn ông trung niên xa sầm mặt, sao ngươi lại có kiếm tốt như thế? Còn nhằm vào linh hồn. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta đấu tay đôi không sử dụng ngoại vật. Diệp Huyên, không sử dụng ngoại vật. Mặt Diệp Huyên đen lại, lời vô sỉ thế này ông cũng nói ra được hả? Ta là kiếm tu, ta không sử dụng kiếm. Đi so nắm đấm với ông có còn là người không? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, kiếm kia của ngươi không phải kiếm bình thường, không công bằng. Diệp Huyên lạnh lùng nói, cảnh giới của ông cao hơn ta, thân thể cũng mạnh hơn ta nhiều như vậy, như thế là công bằng sao? Người đàn ông trung niên im lặng một lát, sau đó nói, ngươi không sử dụng hai thanh kiếm kia, ta đánh một tay với ngươi. Diệp Huyên cười, không cần một tay đâu. Chúng ta đánh cược đi, ta không sử dụng hai thanh kiếm này đấu tay đôi với ông, nếu ta thắng, ông nói ta biết tung tích của nàng, được chứ? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, một lát sau, ông ta gật đầu, được. Diệp Huyên bèn cất kiếm Thiên Chu và kiếm chấn hồn đi. Người đàn ông trung niên nói, đổi nơi khác. Nói xong, ông ta xoay người đi. Diệp Huyên cũng không nghĩ nhiều mà đi theo. Một lát sau, người đàn ông trung niên dẫn Diệp Huyên tới một sân luyện võ rất lớn, xung quanh còn có một màn sáng mỏng. Người đàn ông trung niên đứng giữa sân luyện võ, nhìn Diệp Huyên, ra tay đi. Diệp Huyên giẫm chân phải một cái. Oanh! Mặt đất rung lên dữ dội, vô số địa mạch chi lực xung quanh tập trung về phía hắn, cùng lúc đó, địa linh chi lực tích lũy trong đạo tắc đại địa cũng nhanh chóng tản về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải. Ầm, một khí thế mạnh mẽ đột nhiên cuộn trào từ trong người hắn. Thấy cảnh này, ánh mắt của người đàn ông trung niên ở cách đó không xa trở nên hơi nặng nề. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên, một khắc sau, hắn đánh một quyền về phía người đàn ông trung niên. Táng quyền. Sau khi không sử dụng kiếm, hắn bèn sử dụng đạo tắc đại địa và táng quyền, hai thứ này là một trong những lá bài tẩy của hắn. Đối mặt với một quyền này của Diệp Huyên, ánh mắt người đàn ông trung niên lộ vẻ nặng nề, nhưng lại không có vẻ sợ hãi, cũng không có tránh né, ông ta bước tới trước một bước, sau đó đánh ra một quyền, hám thiên nhất quyền. Sau tiếng nói của ông ta, hai lực lượng mạnh mẽ va chạm với nhau một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất. Ầm! Trong nháy mắt, đất đai trong phạm vi nghìn trượng lấy hai người làm trung tâm bị nứt ra, màn sáng mỏng manh xung quanh cũng vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ điên cuồng tàn phá khắp xung quanh, ngay cả không gian cũng vặn vẹo, vô cùng đáng sợ. Một lát sau, xung quanh yên tĩnh trở lại. Diệp Huyên và người đàn ông trung niên đứng đối diện từ xa, khóe miệng hai người đều có máu tươi chảy xuống. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi sử dụng quyền gì vậy? Diệp Huyên nhếch miệng cười, táng quyền. Táng quyền. Người đàn ông trầm giọng nói, rất mạnh. Diệp Huyên cười, ông cũng rất mạnh. Nào, tiếp tục chiến đấu đi. Dứt lời, hắn đột nhiên xông ra ngoài. Ầm, cơ thể xé rách không gian.
Dù thân thể của hắn không bằng người đàn ông trung niên, nhưng cũng không thua kém là bao, cộng thêm lúc này hắn có đạo tắc đại địa hỗ trợ, về mặt lực lượng, hắn không thua người đàn ông trung niên này chút nào. Cứng đấu cứng. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên xông ra ngoài, người đàn ông trung niên cũng lao ra. Đánh tay không. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, không gian lại bắt đầu chấn động. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên thấy hơi đau đầu. Vì trong lúc Diệp Huyên đánh tay không với ông ta, hắn còn sử dụng phi kiếm. Dù những phi kiếm này không sắc bén bằng thanh kiếm Diệp Huyên cầm trước đó, nhưng ông ta cũng không dám lơ là, vì những phi kiếm này đều nhằm vào điểm yếu của ông ta cũng không dám lấy người ra đỡ. Cứ thế, vì có sự hỗ trợ của phi kiếm, người đàn ông trung niên dần bị Diệp Huyên áp đảo. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên bị một kiếm của Diệp Huyên chém lui, mà ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đã xuất hiện ngay trước mặt, sau đó đánh tới một quyền. Táng quyền. Thấy lại là táng quyền, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, ông ta khép hai cánh tay lại, sau đó giơ lên chặn trước mặt. Oanh! Nắm đấm của Diệp Huyên đánh tới, người đàn ông trung niên lập tức lùi xa mấy trăm trượng, vừa mới dừng lại, không gian sau lưng ông ta lập tức rách ra, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng. Người đàn ông trung niên lau đi máu tươi, nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta từ từ giang hai tay ra. Một khắc sau lại chắp vào, vách sắt. Dứt lời, một lực lượng đột nhiên hạ xuống từ trên trời, lực lượng này xuyên thẳng vào người ông ta. Thân thể người đàn ông trung niên run rẩy dữ dội, cùng lúc đó, trên người ông ta thêm một tầng kim quang mỏng. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sa sầm mặt, chắc chắn thân thể của người đàn ông này lại mạnh hơn rồi. Sau một thoáng yên tĩnh, Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, đánh một quyền vào mặt người đàn ông. Mà lần này, người đàn ông trung niên lại không né tránh cũng không phản kháng, mặc cho Diệp Huyên đánh một quyền kia lên mặt mình. Bịch! Ông ta lùi lại mấy trượng, nhưng Diệp Huyên lại lùi tận mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, lúc này tay phải của hắn đã tê dại, sức mạnh trong nắm đấm khi nãy phản vệ lại hắn ít nhất 8 phần 10. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, người này không chỉ thân thể mạnh hơn mấy lần, mà còn biết phản vệ nữa. Đây là người sao? Là ma quỷ thì có. Người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, mỗi một bước của ông ta đều khiến mặt đất rung lên, lực lượng mạnh mẽ và phòng ngự thân thể đủ khiến người ta thấy tuyệt vọng. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông đang sử dụng thuật thần thông đúng không? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, tuyệt kỹ của ta, không phải ngoại vật. Tuyệt kỹ? Diệp Huyên gật đầu, được, vậy ta cũng sử dụng tuyệt kỹ đây. Dứt lời, hắn mở tay phải ra, một thanh kiếm bay vào trong tay hắn, một khắc sau, kiếm thế ngất trời cuộn trào từ trong người hắn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, nhếch miệng cười, nhất. Khi đọc lên chữ nhất này, không gian xung quanh lập tức nứt ra. Diệp Huyên lại nói, kiếm. Chữ kiếm vừa vang lên. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên tận trời, trong nháy mắt, cả thiên cơ thành cũng bắt đầu nứt ra. Lúc này, nụ cười trên khóe miệng Diệp Huyên trở nên hơi dữ tợn, vô. Vào khoảng khắc chữ này vang lên, một luồng kiếm thế đã quét sạch cả thiên cơ thanh, không gian trong phạm vi trăm nghìn trượng xung quanh bắt đầu sụp xuống. Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên lộ vẻ hoảng sợ. Lần này, trong mắt ông ta không còn sự kiêng dè nữa, mà là hoảng sợ. Lúc Diệp Huyên muốn đọc lên chữ cuối, người đàn ông trung niên đột nhiên nói, ta chịu thua. Chịu thua. Diệp Huyên ngẩn người, người này chịu thua. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lại nói ta chịu thua. Trong khoảnh khắc khi nãy, ông ta thật sự cảm nhận được cái chết. Nếu không chịu thua, ông ta biết, thân thể của mình chắc chắn không đỡ được một kiếm Diệp Huyên sắp chém ra. Chắc chắn không đỡ được. Diệp Huyên cất kiếm, kiếm thế tràn ngập xung quanh lập tức biến mất. Hắn không muốn thi triển nhất kiếm vô lượng này. Nhất kiếm vô lượng này không có phản vệ quá mạnh, không đúng, nên nói là không có tác dụng phụ luôn, nhưng lại rất mất sức. Bây giờ người đàn ông đã chịu thua, đương nhiên hắn cũng sẽ dừng tay. Phải biết rằng mục đích lần này đến đây là để tìm tiểu thất, chứ không phải giết người. Thấy Diệp Huyên dừng tay, người đàn ông trung niên lập tức thở phào nhẹ nhõm,
ông ta nhìn Diệp Huyên một cái, kiếm kỹ khi nãy của ngươi là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên nói, nhất kiếm vô lượng, ta tự nghĩ ra. Người đàn ông trung niên trợn mắt há mồm, tự nghĩ ra. Ngươi, chắc chứ? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đương nhiên, kiếm kỹ này là do ta tự nghĩ ra lúc 18 tuổi. Ta là kiếm tu, sẽ không nói dối. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc là mình tự nghĩ ra à? Diệp Huyên lạnh lùng đáp, không nói đến vấn đề này nữa, ông thua rồi, bây giờ, ông nên thực hiện lời của mình rồi. Thua rồi. Người đàn ông lập tức sa sầm mặt, một lát sau, ông ta trầm giọng nói, ngươi không nên tìm nàng ta. Diệp Huyên nhìn ông ta, thế nào? Muốn đổi ý à? Người đàn ông trung niên im lặng. Vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo, không chịu thua à? Người đàn ông trung niên lắc đầu, thiếu niên, ngươi nói ta nghe trước, nàng ta là gì của ngươi? Diệp Huyên đáp, bạn. Bạn. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, sau một hồi yên lặng, ông ta nói, nếu ngươi là bạn của nàng ta, vậy ta nói với ngươi cũng không sao. Chúng ta đưa nàng ta đi sẽ không làm hại đến nàng ta. Diệp Huyên hỏi với giọng điệu nặng nề, các ông đưa nàng ta đi làm gì? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không thể nói với ngươi được. Diệp Huyên nhíu mày, người đàn ông trung niên lại nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại đến nàng ta, ngược lại là đang bảo vệ nàng ta. Bảo vệ nàng? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ông có ý gì? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần biết chúng ta sẽ không làm hại đến nàng ta là được. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên một cái, thân phận nàng ta đặc biệt, nếu ở lại chỗ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cũng thế. Diệp Huyên hơi khó hiểu, ta cũng gặp nguy hiểm, có ý gì? Vẻ mặt người đàn ông trung niên không chút cảm xúc, ngươi là Diệp Huyên của vũ trụ hỗn độn đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên nói, theo tin tức của chúng ta, một vài thế lực thần bí cũng đang bắt đầu chú ý đến ngươi, có lẽ bọn họ sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyên vội hỏi, là thế lực thần bí nào vậy? Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Diệp Huyên, đi về đi. Chúng ta không muốn xảy ra bất hòa với ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, ta có thể gặp nàng một lát không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, bây giờ nàng ta đã ở đại thế giới huyền hoàng rồi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại đến nàng ta, ngươi cứ lo cho mình đi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, hắn nhìn ông ta muốn biết nàng không sao, nếu không, ta sẽ không đi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết mình đang làm gì không? Diệp Huyên cười gằn, ta làm gì? Mẹ kiếp, bây giờ ta là kẻ thù của cả vũ trụ, ông cho rằng ta sẽ sợ các ông sao? Nhiều thêm các ông ta cũng không ngại. Đối phương quá qua loa. Chỉ nói một câu sẽ không làm hại đến tiểu thất đã muốn đuổi hắn đi, sao mà được chứ? Trước khi gặp được tiểu thất, hắn sẽ không tin ai cả. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đừng ép chúng ta. Diệp Huyên giận dữ nói, hoặc là cho ta gặp nàng, hoặc là các ông giết chết ta. Dứt lời, một cái tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện ở giữa chân mày của hắn. Tháp giới ngục. Vào khoảnh khắc tháp giới ngục xuất hiện, một áp lực vô hình đột nhiên bao phủ cả thiên cơ thành. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, người nổi điên cái gì vậy? Sắc mặt người đàn ông trung niên cực kỳ khó coi, sau khi Diệp Huyên sử dụng tháp giới ngục, ông ta lại cảm nhận được hơi thở tử vong. Tháp giới ngục. Nếu hắn sử dụng bảo vật ngũ duy này, uy lực chắc chắn sẽ không yếu hơn nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, ông đây muốn gặp nàng, hiểu không? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, tốt nhất ngươi đừng có làm loạn. Diệp Huyên cười dữ tợn, xem ra, không giết vài người, các ông sẽ không coi ta ra gì. Dứt lời, hắn sử dụng tháp giới ngục, một khắc sau, một tia sáng đỏ đột nhiên bao phủ lấy người đàn ông trung niên. Cùng lúc đó, trên đầu người đàn ông trung niên xuất hiện một chữ to đỏ như máu, tù. Khi chữ này xuất hiện, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, đây là lần đầu tiên ông ta cách cái chết gần như vậy. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão ăn mặc rất giản dị, áo màu trắng, chân mang giày vải, đầu tóc bạc phơ, trông rất tiên phong đạo cốt.
Ông lão nhìn chữ tù màu đỏ trên đầu người đàn ông trung niên, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm, Ngũ Duy. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta cho ngươi gặp nàng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, thật không? Ông lão gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên vung tay phải lên, tháp giới ngục biến mất, chữ tù màu đỏ trên đầu gã cũng biến mất. Người đàn ông trung niên lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc khi nãy, ông ta biết nếu Diệp Huyên không dừng tay, ông ta sẽ chết chắc. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Thực lực của Diệp Huyên này cũng không phải quá yêu nghiệt, nhưng hắn lại có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa, cái này còn đáng sợ hơn cả cái kia. Diệp Huyên nhìn ông lão nhẹ giọng nói, bảo vật Ngũ Duy kia đúng là không tầm thường. Diệp Huyên lạnh lùng hỏi, nàng đâu? Ông lão gật đầu, đi theo ta. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Chẳng mấy chốc, ông lão đã dẫn Diệp Huyên tới một mật thất. Lão ta đi đến trước một cái hộp trong mật thất, mở hộp ra, một tia sáng trắng bay ra từ trong hộp, chẳng mấy chốc, một người xuất hiện trong tia sáng trắng đó. Tiểu thất. Tiểu thất ở trong một hang động, nàng ta ngồi xếp bằng dưới đất, có vẻ là đang tu luyện. Diệp Huyên nhíu mày, đó là đâu? Ông lão đáp, đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng không thể nào vô duyên vô cớ rời khỏi thần quốc. Hắn hiểu tính tiểu thất rất có trách nhiệm, nàng ta không thể rời khỏi thần quốc vào lúc này được. Ông lão cười, lúc đầu nàng ta thật sự không đi, nhưng cuối cùng nàng ta cũng không thể không đi với chúng ta. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Ông lão nhẹ giọng nói, vì có một vài người đã phát hiện ra nàng ta. Nếu không phải nàng ta đi với chúng ta, thần quốc các ngươi sẽ không chỉ đối mặt với Bắc Cảnh, mà là cả đại thế giới huyền hoàng. Nói đến đây, lão ta nhìn Diệp Huyên, đặc biệt là dưới tình huống hai ngươi đều ở vũ trụ hỗn độn. Hai người các ngươi người này đặc biệt hơn người kia, cả hai đều ở vũ trụ hỗn độn, sao vũ trụ hỗn độn có thể chịu được? Diệp Huyên đen mặt, câu nói này thật giống như mình và tiểu thất gây họa vậy. Ông lão lại nói, ngươi là bạn của nàng ta. Mà ngươi cũng có tư cách làm bạn với nàng ta, vì vậy ta mới để ngươi đến nơi này. Nhưng ngươi phải hiểu thân phận của nàng ta và ngươi rất đặc biệt, chúng ta đưa nàng ta đi là vì bảo vệ nàng ta. Còn về vũ trụ hỗn độn của các ngươi, tạm thời nàng ta không thể trở về. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng sẽ không về luôn sao? Ông lão cười nói, cái này phải xem ý của nàng rồi. Diệp Huyên im lặng một lát. Sau đó lại hỏi, các ông là đạo môn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, tiểu tử, chúng ta không muốn xảy ra bất hòa với ngươi, mà chuyện của chúng ta, tốt nhất ngươi cũng đừng nhúng tay vào, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Diệp Huyên nói, ta với nàng là bạn. Ông lão im lặng. Diệp Huyên không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Nếu đã biết tiểu thất không sao, hắn cũng yên tâm rồi. Thật ra hắn cũng rất có niềm tin vào tiểu thất. Nếu không phải tiểu thất chủ động đi cùng những người này, chắc chắn những người này không thể đưa nàng ta đi dễ dàng như vậy được. Nếu tiểu thất đã chủ động chọn rời đi thì chắc chắn có lý do của nàng ta. Vào lúc Diệp Huyên muốn rời khỏi mật thất, ông lão chợt cất lời, thiếu niên. Diệp Huyên dừng bước, xoay người nhìn ông lão, sao vậy? Lão ta im lặng một lát mới nói, ngươi cũng tu luyện thân thể à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão cười khẽ, chúng ta rất tinh thông việc tu luyện thân thể, hơn nữa còn có một vài thuật thần thông về thân thể, ngươi có hứng thú không? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó nói, tại sao? Ông lão lắc đầu, không có tại sao, nếu ngươi có hứng thú, có thể ở lại đây học tập một khoảng thời gian, chắc chắn thân thể của ngươi sẽ có sự thay đổi bất ngờ. Diệp Huyên nói, ta có hứng thú. Hắn đã nhìn thấy thân thể của người đàn ông trung niên khi nãy. Nếu hắn cũng có cơ thể mạnh như vậy, chỉ nghĩ thôi thấy kích thích rồi. Ông lão gật đầu, đi theo ta. Nói xong, lão ta dẫn Diệp Huyên ra khỏi mật thất. Chẳng mấy chốc, ông lão dẫn Diệp Huyên đi tới trên một ngọn núi lớn cách ngoại thành mấy vạn dặm. Không đúng, nên nói là núi lửa. Vừa đến gần ngọn núi lửa này, Diệp Huyên đã cảm nhận được một cảm giác vô cùng nóng. Ông lão dẫn Diệp Huyên đi tới lối vào trên đỉnh núi lửa. Nhìn xuống từ góc độ này, bên dưới dung nham cuồn cuộn, sóng nhiệt ngút trời, vô cùng đáng sợ. Ông lão cong ngón tay,
Một viên đan dược màu xanh lá bay tới trước mặt Diệp Huyên, uống nó đi. Diệp Huyên nhìn viên đan dược, cũng không nghĩ nhiều mà nuốt xuống. Cao thủ đến cấp bậc như hắn, đối phương muốn độc chết hắn là chuyện không thể nào. Sau khi ăn đan dược, Diệp Huyên lập tức cảm thấy trong người có thêm một cỗ lực lượng này bao phủ cả người hắn. Lúc này, ông lão nhìn xuống núi lửa bên dưới, nhảy xuống. Nhảy xuống. Diệp Huyên nhìn ông lão, nhảy xuống dưới. Ông lão lạnh nhạt nói, dù gì thân thể của ngươi cũng là đế cảnh, sao lại sợ chút dung nham này chứ? Diệp Huyên im lặng một lát rồi tung người, nhảy thẳng vào trong dung nham đang sôi trào. Vừa nhảy vào trong, quần áo trên người hắn lập tức hóa thành cho bụi, cùng lúc đó, hắn cảm thấy thân thể mình như đang bốc cháy. Cảm giác đó không được tốt lắm, nhưng vẫn ổn, thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, vì thế, hắn chỉ hơi khó chịu thôi, chứ không thể chết được. Lúc này, ông lão bên trên đột nhiên lấy một bình bạch ngọc ra đổ nhẹ xuống, một hạt châu màu đỏ như máu rơi xuống, vào khoảnh khắc hạt châu kia rơi vào trong dung nham lập tức sôi trào, cùng lúc đó, một ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ lấy Diệp Huyên. A! À, một tiếng kêu thảm thiết nứt gan nứt ruột vang lên từ trong dung nham. Đó là giọng của Diệp Huyên. Đau! Đây là cảm giác của Diệp Huyên lúc này. Vào khoảnh khắc bị ngọn lửa đỏ bao phủ, hắn chợt cảm thấy người như bị xé rách. Lúc này, ông lão lấy một bình ngọc màu đen ra rồi đổ xuống, một giọt chất lỏng màu đen rơi vào trong dung nham lập tức bắn tung tóe. Sau đó, một làn khí màu đen lại bao phủ lấy Diệp Huyên. A a a a! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong dung nham. Đau đến mức không muốn sống. Đây là cảm giác của Diệp Huyên lúc này. Bây giờ hắn mới phát hiện thân thể của mình yếu ớt đến mức nào. Lúc này, hắn cảm thấy thần kinh đau đớn trên cả người như bị kim châm, cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Nhiều lần hắn muốn nhảy khỏi đây. Nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Hắn biết đây có thể là một cơ hội tốt để mình cường hóa thân thể, nếu từ bỏ, sau này sẽ rất ít có cơ hội như thế. Hắn không biết tại sao ông lão muốn giúp mình, nhưng hắn cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy, lợi ích lấy trước nói sau. Lúc này, bên cạnh ông lão ở trên đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, chính là người đánh nhau với Diệp Huyên lúc trước. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên bên dưới, trầm giọng hỏi, trưởng lão, vì sao phải giúp hắn? Vẻ mặt ông lão không chút cảm xúc, người này rất đặc biệt, còn là bạn tốt với bệ hạ, sau này có thể giúp đỡ cho chúng ta. Người đàn ông trung niên do dự một lát rồi nói, vậy cũng không nên sử dụng nhân vương huyết và thú huyết tôn quý như thế chứ. Ông lão nhẹ giọng nói, thân thể của hắn đã đạt tới đế cảnh, dùng thứ bình thường sẽ không có hiệu quả. Nếu muốn hắn mang ơn chúng ta, đương nhiên phải ra chút vốn liếng rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, không nói gì nữa. Ông lão nhìn Diệp Huyên bên dưới, nhẹ giọng nói, thiên phú của người này có thể kém hơn bệ hạ một chút. Nhưng số mệnh của hắn lại rất phức tạp, còn phức tạp hơn cả bệ hạ, cho dù thế nào cũng nên để hắn mang ơn mình trước, còn tương lai như thế nào thì tính sau đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, người này đúng là không đơn giản, đặc biệt là kiếm kỹ hắn sáng tạo ra. Nghĩ đến kiếm kỹ Diệp Huyên thi triển trước đó, ông lão cười lắc đầu, hắn nói hắn tự nghĩ ra mà cậu cũng tin à. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, đương nhiên là không tin lắm. Người này miệng lưỡi trơn tru, không giống là một người tốt. Ông lão nhẹ giọng nói, đúng là không giống những kiếm tu khác lắm. Lúc này, dung nham bên dưới chợt sôi trào, quầng sáng đỏ và khí đen trên người Diệp Huyên đột nhiên xâm nhập vào trong người hắn. Chớp mắt một cái, dung nham xung quanh Diệp Huyên đã biến mất, thân thể Diệp Huyên bắt đầu động đậy. Bên trên, ông lão nhẹ giọng nói, chỉ cần có thể chịu được. Thân thể của hắn sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ hâm mộ, được nhân vương huyết thay đổi huyết mạch, người này đúng là may mắn. Ông lão nhẹ giọng nói, có thể hấp thu bao nhiêu phải xem tạo hóa của hắn rồi. Mà lúc này, bên dưới xảy ra hiện tượng lạ, huyết dịch trong người Diệp Huyên chợt cuộn trào. Oanh! Một tia sáng đỏ đột nhiên phóng lên cao từ trong người Diệp Huyên. Tia sáng đỏ kia lập tức bay lên chân trời, cả chân trời thoáng chốc đỏ như máu. Ông lão bên trên tỏ vẻ khó tin, đây, hấp thụ nhân vương huyết, sao có thể, xong rồi, sắp xảy ra chuyện rồi.
Diệp Huyên bên dưới bắt đầu run rẩy, chẳng khác nào bị động kinh, vô cùng đáng sợ. Huyết dịch trong người hắn như bị thứ gì kích thích không ngừng di chuyển trong người hắn, cùng lúc đó, huyết mạch chi lực mạnh mẽ không ngừng kích thích thân thể hắn. Sắc mặt ông lão bên trên vô cùng nặng nề, huyết mạch của hắn có vấn đề. Huyết mạch. Bên dưới, ngũ quan của Diệp Huyên bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, hắn vẫn còn chút thần trí, cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn cũng không dám tùy tiện kích hoạt huyết mạch chi lực này, vì hắn hoàn toàn không khống chế được nó, mà bây giờ thì hay rồi. Lực lượng huyết mạch hắn vừa hấp thu khi nãy muốn chống lại huyết mạch của hắn, đây thật sự là chạm vào vảy ngược của huyết mạch trong người hắn, vậy nên nó lập tức bộc phát. Hắn có thể cảm nhận được huyết mạch của mình đang tức giận. Diệp Huyên cũng rất cạn lời. Một huyết mạch cũng thành tinh rồi. Có còn cho người ta sống không vậy? Cảm nhận được huyết mạch chi lực ngày càng điên cuồng, Diệp Huyên vội vàng nhìn về phía ông lão, trấn áp huyết mạch giúp ta. Ông lão lập tức nhảy xuống, lão ta đè một tay lên bả vai của Diệp Huyên, một lực lượng mạnh mẽ lập tức được truyền vào trong người Diệp Huyên. Diệp Huyên vội phối hợp, bắt đầu sử dụng huyền khí trong người trấn áp huyết dịch của mình. Cứ thế kéo dài một lúc lâu, huyết dịch trong người Diệp Huyên dần yên tĩnh lại, thấy cảnh này, ông lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải lão ta sợ huyết mạch chi lực của Diệp Huyên làm Diệp Huyên bị thương, mà là sợ nó ảnh hưởng đến Diệp Huyên, vì lão ta đã cảm nhận được thần trí của Diệp Huyên không bình thường, hơn nữa, trên người Diệp Huyên còn phát ra sát khí nồng đậm. Lão ta biết nếu không trấn áp huyết mạch của Diệp Huyên có thể sẽ nổi điên. Mà một khi Diệp Huyên nổi điên, lão ta không dám chắc mình có thể ngăn cản được. Dù sao trên người Diệp Huyên có tận mấy bảo vật siêu cấp. Đặc biệt là tháp giới ngục kia. Lão ta cũng rất kiêng kỵ. Nhưng cũng may là Diệp Huyên đã ổn định lại. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt ra, hai mắt hắn đỏ như máu, thấy cảnh này, sắc mặt ông lão thay đổi, âm thầm đề phòng. Nhưng đôi mắt của Diệp Huyên cũng nhanh chóng bình thường lại. Diệp Huyên đứng lên, hắn vừa đứng lên, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ trong người hắn, không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Diệp Huyên ngây người. Sau đó nhìn xuống người mình, một lát sau, hắn hơi hưng phấn nói, thần cảnh. Thần cảnh. Bây giờ thân thể của hắn đã từ đế cảnh đạt đến thần cảnh. Diệp Huyên siết chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ lập tức hội tụ trên cánh tay phải của hắn. Diệp Huyên từ từ nhắm mặt lại, bây giờ phòng ngự và sức mạnh thân thể của hắn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết cao thủ thần cảnh bằng một quyền. Lực lượng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên ở cách đó không xa, người đàn ông trung niên hỏi, sao, muốn đánh với ta à? Diệp Huyên cười hì hì, so tài chút không? Bây giờ hắn muốn thử rốt cuộc thân thể của mình đã mạnh đến mức nào? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, được thôi, nhưng ngươi không được sử dụng kiếm. Lúc trước ông ta đối chiến với Diệp Huyên là vừa dùng nắm đấm vừa dùng kiếm, quá rắc rối. Mà nếu Diệp Huyên sử dụng kiếm Thiên Chu thì càng không thể đánh. Diệp Huyên cười ha ha, được, chúng ta so nắm đấm. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó đi cùng Diệp Huyên tới một sân luyện võ, nơi này vô cùng hỗn loạn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, dùng tạm đi. Diệp Huyên gật đầu, ta ra tay đây. Dứt lời, hắn đột nhiên xông lên. Không gian trong sân rung lên dữ dội. Mà phía xa, người đàn ông trung niên cũng biến mất, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cứng đối cứng. Một lát sau, trong sân vang lên tiếng nổ vang. Lần này Diệp Huyên cũng không sử dụng kiếm, hắn và người đàn ông trung niên có thể nói là không phân cao thấp. Đương nhiên khi sử dụng táng quyền, Diệp Huyên sẽ mạnh hơn một bậc. Sau khi cảnh giới thân thể của hắn đạt tới thần cảnh, uy lực táng quyền của hắn cũng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Nếu không phải sử dụng táng quyền, hắn và người đàn ông trung niên sẽ bất phân thắng bại. Hai người cứ thế chiến đấu khoảng nửa canh giờ, cuối cùng hòa nhau. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên đi tới trước mặt ông lão ở bên cạnh, chắp tay cảm ơn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, gần đây Bắc Cảnh có thể có động tĩnh lớn. Diệp Huyên trầm giọng nói, động tĩnh lớn. Ông lão gật đầu, bọn họ thất bại rất nhiều lần rồi, lần này. Bọn họ sẽ không cho phép mình thất bại nữa. Vì đây là một cơ hội cuối cùng của bọn họ.
Nếu bọn họ không bắt được các ngươi, thế lực khác sẽ đến vũ trụ hỗn độn của các ngươi. Nói đến đây, lão ta nhìn về phía Diệp Huyên, đừng xem thường Bắc Cảnh, đặc biệt là Bắc Cảnh Vương này, năm đó người này là người yêu nghiệt nhất của Bắc Cảnh trước giờ, rốt cuộc thực lực bây giờ mạnh đến mức nào thì không ai biết cả. Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Ông lão cũng gật đầu đáp lại, đi đi. Diệp Huyên lại chắp tay một lần nữa, tiền bối, sau này gặp lại. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm, chớp mắt một cái đã biến mất nơi cuối chân trời. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh ông lão đột nhiên nhẹ giọng nói, hắn có thể chống lại Bắc Cảnh Vương sao? Ông là hờ hững đáp, phải xem tạo hóa của hắn. Nói xong, lão ta xoay người đi, nhưng ngay sau đó, lão đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Trên tường thành phía xa có một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng đứng đó. Người đàn ông trung niên nhìn ông lão, cười khẽ, chắc các hạ là người của đạo môn, đúng không? Ông lão nhìn người đàn ông rồi đáp, cút. Dứt lời, lão ta vung tay phải lên. Ầm, người đàn ông áo bào trắng bị đẩy lùi đến nghìn trượng. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, người áo đen kia muốn ra tay, nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản. Giọng nói của ông lão vang lên từ phía xa, trong 3 giây, nếu còn ở trong thành, các ngươi chết chắc. Người đàn ông áo bào trắng không chút do dự, đi. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ông lão ở phía xa nhẹ giọng nói, tiểu tử kia gặp nguy hiểm rồi. Mà cũng không đúng. Người đàn ông áo bào trắng dừng lại ở cuối chân trời, ông ta nhìn thiên cơ thành phía xa, ánh mắt vô cùng nặng nề. Người áo đen bên cạnh ông ta đột nhiên nói, người của đạo môn thật là phách lối. Người đàn ông áo bào trắng lạnh lùng nói, bọn họ có thực lực này. Nhưng điều khiến bản tôn tò mò là vì sao bọn họ lại để Diệp Huyên kia bình an ra khỏi thành. Nói đến đi, ông ta quay đầu, sắp xếp xong chưa? Người áo đen gật đầu, đã sắp xếp xong rồi. Người đàn ông áo bào trắng cũng gật đầu, đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi thiên cơ thành, Diệp Huyên chạy thẳng tới vũ trụ hỗn độn. Lời nói của ông lão khiến hắn có dự cảm chẳng lành. Chắc chắn Bắc Cảnh của đại thế giới huyền hoàng sẽ hành động. Phải mau chóng chạy về vũ trụ hỗn độn. Mà chưa bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Sau một thoáng yên tĩnh, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một cái về bên cạnh. Vụt! Kiếm quang chém xuống, không gian lập tức nứt ra, mà lúc này, cảnh tượng xung quanh chợt trở nên vặn vẹo. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Đạo tắc không gian đột nhiên xuất hiện ở giữa chân mày của hắn, một khắc sau, không gian vặn vẹo xung quanh dần bình thường trở lại, mà lúc này có 4 người áo đen đứng xung quanh hắn, 4 người đứng lơ lửng chẳng khác nào bóng ma. Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, Bắc Cảnh à? 4 người không nói gì, ngay sau đó, bọn họ chợt biến mất, không gian xung quanh Diệp Huyên cũng đột nhiên nứt ra. Diệp Huyên không phí lời câu nào, đánh xuống một quyền. Táng quyền. Một quyền đánh xuống, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Mà 4 người vừa đến gần Diệp Huyên lập tức bị đánh bay. Vào khoảnh khắc bị đánh bay, 4 thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng về phía 4 người áo đen kia, lúc này, 4 người áo đen bất chợt biến mất. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn nhìn một vòng xung quanh, sau đó sử dụng đạo tắc không gian xung quanh lập tức chấn động kịch liệt, 4 bóng người xuất hiện xung quanh hắn. Diệp Huyên xoay người chém ra một kiếm. Vụt! Đầu một người áo đen bay ra ngoài. Diệp Huyên lại xoay người nhìn 3 tên khác, lúc này 3 người áo đen đều lùi lại. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, người yếu thế này đến đây là xem thường ai vậy? Dứt lời, hắn đột nhiên xông lên. Ong! Một tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Vụt! Không gian phía xa bị một kiếm này của Diệp Huyên chém rách, cùng lúc đó. Đầu của một người áo đen bay ra ngoài, máu tươi bắn khắp nơi. Bây giờ chỉ còn lại 2 người áo đen. 2 người kia đang muốn ra tay thì lúc này, một giọng nói vang lên từ chỗ cách họ không xa, không cần. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyên nhìn tới nơi giọng nói vang lên, một người đàn ông áo bào trắng đi tới từ cách đó không xa. Diệp Huyên nhìn ông ta cười khẽ, ngươi là Diệp Huyên.
Diệp Huyên đột nhiên biến mất, sau đó có một kiếm chém xuống. Người đàn ông áo bào trắng híp mắt lại, vun tay áo một cái. Ầm. Người đàn ông áo bào trắng lập tức lùi lại mấy trượng, Diệp Huyên cũng quay lại chỗ cũ. Lúc này, trên tay phải của người đàn ông áo bào trắng xuất hiện một vết thương rất sâu. Người đàn ông áo bào trắng lập tức xa sầm mặt, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên lại biến mất. Ong! Tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Người đàn ông áo bà tô trắng phía xa híp mắt lại, ông ta đột nhiên tiến lên một bước, sau đó đấm ra một phát. Cú đấm này đánh thẳng lên kiếm quang của Diệp Huyên. Ầm! Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên lập tức lùi mấy chục trượng, trên tay phải của người đàn ông áo bào trắng lại có thêm một vết cắt sâu, có thể thấy cả xương. Sắc mặt người đàn ông cực kỳ nặng nề, ông ta nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Huyên, trong mắt có thêm chút đề phòng kiếm này của ngươi. Ông ta vừa nói đến đây, Diệp Huyên ở cách đó không xa lại biến mất, một tia kiếm quang xuất hiện. Người đàn ông chợt đan chéo hai tay, dùng hai cánh tay đỡ kiếm của Diệp Huyên. Ầm! Diệp Huyên chém xuống một kiếm, người đàn ông lập tức lùi lại mấy chục trượng, sau khi ông ta dừng lại, đầu của hai người áo đen cách ông ta không xa đã bị chém đứt. Người đàn ông áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp. Ông ta vừa nói ra một chữ, Diệp Huyên đã biến mất. Thấy cảnh này, sắc mặt ông ta vặn vẹo, có thể cho bản tôn nói hết câu không? Kiếm đến. Oanh! Người đàn ông lại bị chém bay một lần nữa. Lần này Diệp Huyên không hề nương tay, vung một đường kiếm ác liệt về phía người đàn ông áo trắng. Ông ta không dám cứng đối cứng với kiếm Thiên Chu trong tay hắn, vì vậy cứ liên tục lùi lại hơn mấy vạn trượng. Những thanh phi kiếm không ngừng vút qua quanh hai người. Bỗng nhiên, người đàn ông bỗng nhiên cúi thấp người xuống, nắm hai tay vào nhau rồi đẩy mạnh về phía trước. Quỳnh! Không gian bốn phía chấn động mãnh liệt, đẩy văng Diệp Huyên ra hơn trăm trượng. Ánh mắt người đàn ông theo dõi hắt đến xít sao, dữ tợn gằn ra, quả thật ta đã đánh giá ngươi quá thấp. Không ngờ thân thể ngươi lại. Diệp Huyên bỗng biến mất giữa không trung, một đường kiếm lia tới cùng tiếng rít. Ầm! Người đàn ông bị chém bay đi với một vết cắt sâu hóm đang không ngừng đổ máu trên người. Ông ta vừa ngẩng đầu lên thì Diệp Huyên thoát cái đã xuất hiện trước mặt mình, kiếm lại vung lên. Lần này là chấn hồn. Người đàn ông không thể né khỏi đường kiếm này, chỉ còn cách đưa tay lên đỡ lại. Chỉ nghe một âm thanh đinh tai, ông ta thối lùi mấy chục trượng, vừa đứng lại được thì mặt đã tái mét, bởi vì linh hồn của ông ta đang chậm rãi bị xé rách. Ông dương đôi mắt khiếp đảm nhìn Diệp Huyên, người đã làm gì? Câu nói này bị bỏ dở giữa chừng, bởi vì Diệp Huyên đã lại vung kiếm lên trước mặt ông ta. Chấn hồn đã đổi thành Thiên Chu. Người đàn ông biến sắc kịch liệt, muốn ra tay nhưng linh hồn lại đang bị xé nhỏ, không thể đạt tới cảnh thần hồn hợp nhất. Mà trong nháy mắt đó, kiếm của Diệp Huyên đã bổ xuống. Xoẹt! Thân thể ông ta bị xẻ làm hai nửa. Linh hồn toan tháo chạy nhưng lại bị một luồng sức mạnh bí ẩn đè lại. Người đàn ông trừng trừng nhìn Diệp Huyên, nhà ngươi. Diệp Huyên vung kiếm ấn lên người đối phương khiến ông ta hốt hoảng nhận ra linh hồn của mình lại bắt đầu tan biến. Hắn lên tiếng, trên đời này có rất nhiều người chết bởi nói nhiều. Người đàn ông lom lom nhìn hắn. Ta hỏi, ngươi đáp, trả lời tốt thì ta có thể cho ngươi con đường sống. Đối phương nhếch mép đầy khinh miệt, ngươi xem thường bản tôn quá rồi đấy. Bản tôn. Diệp Huyên ngắt lời gã, được, vậy ta tôn trọng ngươi, không hỏi nữa. Vừa nói xong, hắn khoát tay vung kiếm lên, linh hồn người đàn ông lập tức bị tiểu hồn hấp thu. Sau khi thu lấy nhẫn chứa đồ của đối phương, hắn xoay người rời đi, nào ngờ chưa được mấy bước đã cảm nhận được một quầng sáng lạnh lẽo táp vào gáy. Sự xuất hiện quá bất ngờ này khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ khi quầng sáng đã ăn vào da nửa tấc mới thoát cái biến mất. Hắn xuất hiện lại cách đó trăm trượng với cái gáy máu tuôn như suối, khi nhìn lại chỗ cũ thì không thấy bóng người nào. Nhưng hắn biết còn có thể là ai ngoài nữ sát thủ Thiên Môn từng muốn ám sát hắn kia. Diệp Huyên khẽ khép mắt, gọi đạo tắc không gian hiện ra giữa chân mày. Không gian trong chu vi vạn trượng gần đó bất thình lình run rẩy. Khi hắn mở mắt ra, không gian đã trở lại bình thường. Nữ sát thủ kia phát hiện thấy một chiêu của mình không thành công đã lập tức cao bay xa chạy.
Quả nhiên là sát thủ. Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Huyên mới rời đi. Nhưng không lâu sau, một người phụ nữ trong trang phục đen tuyền xuất hiện tại nơi hắn từng đặt chân, chính là nữ sát thủ đã ra tay kia. Ả ta cũng đứng đó một chốc, ngay khi chuẩn bị biến mất thì một tia kiếm quang đã ập tới từ sau lưng. Ả ta biến sắc, vội vã vung đao chém ra. Duỳnh! Nữ sát thủ liên tục lùi lại trăm trượng, đang định ẩn thân thì không gian bốn phía bất chợt rúm gió lại, tạo thành một cái lồng giam vây chặt ả ta bên trong. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên xuất hiện, ta cũng biết ẩn thân. Đao trong tay nữ sát thủ vung lên, Diệp Huyên đưa kiếm ra đỡ. Chỉ nghe rắc một cái, lưỡi đao nát vụn, mũi kiếm đã để trước trán đối thủ. Có muốn sống nữa không? Thấy ả ta không nói gì, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên ấn về trước nửa tấc, một vòi máu phun ra từ giữa mày nữ sát thủ. Hắn lãnh đạm nhìn ả ta, thấy ngươi là phận nữ nhi nên ta hỏi lại lần nữa, có còn muốn sống không? Ả ta vẫn không hé răng. Nào ngờ khi Diệp Huyên chuẩn bị đâm về trước, ả ta bật chợt hô lên, muốn. Câu trả lời này khiến Diệp Huyên ngây ra, thu kiếm về hỏi, vậy có biết phải làm gì không? Nữ sát thủ đáp không. Phải đi theo ta. Ả ta lặng thinh. Và giao một luồng phân hồn ra đây. Ả ta im lặng. Sắc mặt Diệp Huyên lạnh đi, cơ hội cuối cùng. Đến lúc này nữ sát thủ mới chịu đưa tay ra, để một mảnh hồn phách bay đến trước mặt hắn. Thu nó vào tay rồi, hắn lại hỏi, chứ ngươi ra. Còn có người nào của thiên môn đến không? Ả ta gật đầu, có. Bao nhiêu? Không biết. Thấy Diệp Huyên cau mày, nữ sát thủ lặp lại, không biết. Thế là hắn hạ giọng hỏi, thiên môn cũng muốn báu vật đó ư? Đối phương gật đầu. Ngoài thiên môn ra thì ngươi còn biết gì liên quan đến ta nữa? Sau một thoáng lặng im, nữ sát thủ đáp, kiếm võ môn đang điều tra ngươi. Kiếm võ môn. Diệp Huyên không khỏi nghĩ đến cô gái áo trắng ban đầu kia. Nàng ta chính là tổ sư của kiếm võ môn, chẳng lẽ cũng đang dòm ngó báu vật này. Trầm ngâm một hồi, hắn nói, đi theo ta, đừng hiện thân. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ, nữ sát thủ sau một hồi im lặng thì cũng biến theo. Nửa giờ sau, Diệp Huyên trở lại vũ trụ hỗn độn. Đối mặt với Thượng Quan Tiên Nhi trong thần điện. Hắn hỏi, chuyện vũ trụ hảo hãn xử lý thế nào rồi? Nàng ấy đáp, đã xử lý ổn thỏa, chúng ta mời chào được rất nhiều tông môn và cường giả bên ấy. Diệp Huyên gật đầu, nếu họ không muốn thì cũng đừng ép buộc. Ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ấy nhìn lên hắn, ngài lại mạnh hơn rồi sao? Hắn gật đầu, thân xác vừa đột phá. Một nụ cười hiện lên trên môi đối phương, chúc mừng. Diệp Huyên khẽ hạ giọng, bảo người của chúng ta cũng chuẩn bị đi, bọn chúng hẳn lại sắp làm ra chuyện lớn gì rồi. Thượng Quan Tiên Nhi do dự trong một chốc rồi gật đầu rời đi. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, mang ta đi gặp người của Chu Đạo Quân nữa. Nàng ấy ngoái lại, ngài muốn phái bọn họ ra ư. Thấy hắn gật đầu, nàng ấy đáp được. Hai người rời khỏi thần điện rồi tiến vào vũ trụ mênh mông dưới sự dẫn đường của Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, bọn họ không ở tại vũ trụ hỗn độn ư? Không, nàng ấy lắc đầu. Diệp Huyên ngẩng lên nhìn vào sâu trong vũ trụ, trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm xấu. Bắc cảnh của đại thế giới huyền hoàng đã thất bại nhiều lần như vậy, lần này bọn chúng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn không tin Bắc cảnh vương lại là một tên ngu xuẩn đến mức sẽ lại khinh địch lần nữa. Không lâu sau... Diệp Huyên và Thượng Quan Tiên Nhi đáp xuống một vùng đất hoang vu với dân cư thưa thớt và linh khí mỏng manh. Nàng ấy đưa hắn đi đến một quán rượu trong một tòa thành cổ. Đang nằm sóng xoài bên ngoài cửa quán là một người đàn ông áo quần rách dưới, cả người nồng nặc mùi rượu. Thượng Quan Tiên Nhi đón lấy ánh mắt của Diệp Huyên, đi đến trước mặt người kia, khẽ khàng cất giọng, môn. Người đàn ông vẫn ngáy do do. Thượng Quan Tiên Nhi vừa ngoái lại nhìn Diệp Huyên thì hắn đã rút kiếm, một tia kiếm quang bay thẳng về phía người đàn ông. Cặp mắt vẫn đang nhắm lại kia bất giác bừng mở, nắm đấm vung lên, gắng gượng chặn kiếm quang lại với một tiếng ầm vang dội. Người đàn ông hất mắt lên, ngươi chính là tên Diệp Huyên gì đó à? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nhắc nhở, ngôn, hắn hiện đã là quốc chủ thần quốc ta. Người kia cười nhạt, quốc chủ thần quốc. Hắn cũng xưng ư.
Đôi mày Thượng Quan Tiên Nhi nhăn lại, sao ngươi có thể vô lễ với thần chủ như vậy? Ngôn chẳng đổi sắc mảy may, thần chủ cái gì chứ? Ta chỉ công nhận võ thần chủ và tiểu thất thần chủ thôi. Thượng Quan Tiên Nhi vừa hé miệng thì Diệp Huyên đã lên tiếng, không cần. Thấy nàng ấy nhìn sang, hắn tiếp lời, thần quốc ta có ghi lại danh sách thành viên Chu Đạo Quân đúng không? Đúng vậy. Hắn vươn tay chỉ vào Ngôn, lập tức gạch bỏ tên hắn. Thượng Quan Tiên Nhi sửng sốt. Đôi mắt Ngôn híp lại nhìn Diệp Huyên. Thượng Quan Tiên Nhi không khỏi lên tiếng, thần chủ, làm vậy có chút không ổn lắm, chúng ta. Ta là thần chủ hay cô là thần chủ? Cô gái thoát cái biến sắc khi nhận ra người này đang thật sự nổi giận. Nhớ đến kết cục của Nam Cung Uyển trước kia, nàng ấy vội thi lễ đầy cung kính, thuộc hạ biết sai. Diệp Huyên lạnh nhạt lặp lại, lập tức xóa ghi chép của hắn. Hắn vừa xoay người thì Ngôn đã xuất hiện trước mặt, nhìn hắn chằm chằm. Thấy Diệp Huyên không nói gì, hắn ta cười gằn, đuổi ta khỏi Chu Đạo Quân. Ngươi đang làm trò hề đấy à? Năm ấy khi ta theo võ thần chủ tàn sát thiên đạo, cha mẹ ngươi còn chưa có mặt trên đời, ngươi. Diệp Huyên bất thình lình biến mất. Ngôn biến sắc, tung nắm đấm ra. Kiếm cũng đã tới. Xoẹt. Cánh tay người đàn ông bay ra ngoài, máu phun như suối. Ngôn sững sờ như một pho tượng, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Huyên lại mạnh đến thế. Chu Đạo Quân quả thật rất mạnh, nhưng cũng không thể vượt qua được hai người như Diệp Huyên và Tiểu Thất. Hắn ta trừng trộ, dám động đến ta. Ngươi. Diệp Huyên lại biến mất. Lần này, mũi kiếm đã đâm thủng trán Ngôn, để lại vòi máu văng tung tóe. Đôi mắt người đàn ông như sắp lồi ra với vẻ khó tin. Thấy Thượng Quan Tiên Nhi khẽ gật đầu với bàn tay run rẩy, Diệp Huyên mới vừa lòng, thu kiếm rời đi. Ngôn bỗng gầm lên, bọn họ sẽ báo thù cho ta. Ngươi! Một tia kiếm quang lóe lên, cái đầu hắn ta bay ra ngoài. Giọng của Diệp Huyên vọng lại từ phía xa, thông báo cho toàn bộ Chu Đạo Quân. Ai không nghe lệnh ta, đuổi, tất cả không nghe lệnh, lập tức xóa sổ Chu Đạo Quân. Ai không phục có thể đến tìm ta nói chuyện, đến bao nhiêu ông đây giết bấy nhiêu. Kiếm thần Nhất Kiếm Độc Tôn đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thủ cấp lăn lóc của Ngôn, không khỏi im lặng. Nàng ấy rất ít khi thấy Diệp Huyên nổi giận, có thể nói đây là lần đầu tiên. Nó cũng giúp nàng ấy một lần nữa xác nhận địa vị và thân phận của mình. Thượng Quan Tiên Nhi nàng là mưu sĩ của Diệp Huyên. Nếu nàng ấy công khai nghi ngờ hoặc làm trái lời sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến uy danh của Diệp Huyên, nhưng càng nhiều hơn là ảnh hưởng đến bản thân mình. Nàng ấy chưa từng quên kết cục của Nam Cung Uyển. Một chốc sau, Thượng Quan Tiên Nhi xoay người rời đi. Sau khi trở lại thần quốc, nàng ấy lấy ra một quyển sách cũ kỹ màu đen, mặt trên có viết hai chữ Chu Đạo, bên trong là danh sách những thành viên Chu Đạo Quân của thần quốc. Thượng Quan Tiên Nhi mở quyển sách ra, nhìn một lượt những cái tên trong đó, thấp giọng thở dài. Nàng ấy biết bọn họ chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời Diệp Huyên khi ngôi vị thần chủ rơi vào tay hắn một cách bất thường như vậy. Bởi vì thứ nhất, Tiểu Thất chưa từng cử hành lễ truyền ngôi, thứ hai, việc nàng ta mất tích đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Rất nhiều người trong nội bộ thần quốc đều nghi ngờ ngôi vị thần chủ của Diệp Huyên. Nhưng Thượng Quan Tiên Nhi biết, nếu không nhờ hắn ra mặt trấn áp khi Tiểu Thất vắng mặt, vũ trụ hỗn độn sẽ hoàn toàn bại trận trước đại thế giới huyền hoàng. Tuy vậy, người thần quốc có thể không dám chống đối hắn, nhưng Chu Đạo Quân tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn phục vụ hắn. Mà một khi bọn họ không phục, Diệp Huyên sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn để trấn áp. Một hồi sau, nàng ấy quay đi với một tiếng thở dài lặng lẽ. Trong thần điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất với kiếm Thiên Chu lơ lửng bên người. Sau đó, hắn bỗng rút một thanh kiếm cấp đạo ra rồi bắt đầu hấp thu. Đây chính là việc hắn thường xuyên làm một khi rảnh rỗi hiện nay. Hắn cần gấp rút đề cao cảnh giới của mình, ít nhất phải nhanh chóng lên đến đế cảnh, khi ấy mới có thể chân chính lột xác. Bỗng nhiên Diệp Liên vọt vào. Cô bé là một trong hai người duy nhất người còn lại là An Lan Tú có thể ra vào thần điện mà không cần thông báo. Đến trước mặt ca ca, cô bé phấn khởi nói, đại ca, hôm nay muội thu nhận thêm vài đệ tử có tư chất rất tốt. Diệp Huyên mỉm cười, tư chất tốt thì dạy dỗ cũng phải cho kỹ càng. Diệp Liên gật đầu, dạ,
muội sẽ gầy dựng Tiên Đạo Tông thật tốt, biến nó thành tông môn lớn nhất vũ trụ hỗn độn này. Diệp Huyên cười, đại ca ủng hộ muội vô điều kiện. Cần tiền, cần người cứ đến tìm đại ca, tóm lại thiếu gì cứ tìm ta là được, hiểu chưa nào? Biết ạ. Cô bé đáp lại với nụ cười cười ngọt ngào, sau đó xòe tay ra, đại ca. Muội đang thiếu tiền, cần một ít thần tinh. Diệp Huyên cười ha hả, lấy một chiếc nhẫn chứa đổ ra đưa cho cô bé. Diệp Liên nhìn vào, nhìn thấy tầm 2 tỷ thần tinh bên trong thì vội thốt lên, đại ca, số này nhiều quá. Nhưng Diệp Huyên chỉ lắc đầu, cứ cầm đi mà dùng, thiếu thì lại đến tìm ta. Do dự một hồi, hắn lại đưa một chiếc nhẫn khác sang, trong này có vài bảo vật đạo cảnh, muội mang về để trong Tiên Đạo Tông đi. Tông môn lớn không thể thiếu bảo vật được. Diệp Liên suy tư một hồi rồi nhận lấy, nói, đại ca. Sao nào? Cô bé ngập ngừng một phen, muội có nghe nói. Về đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên đứng dậy xoa đầu cô bé, đừng nghĩ đến những thứ này. Có đại ca ở đây, sẽ xử lý tất cả, hiểu chưa? Muội cũng có thể tham gia. Diệp Liên siết tay hô lớn khiến ca ca cô bé không khỏi bật cười, được, khi nào đánh nhau ta nhất định sẽ đưa muội theo cùng. Diệp Liên nhìn hắn, huynh hứa nhé. Ta hứa, Diệp Huyên nghiêm túc đáp. Hắn nhận được gương mặt cười tươi tắn rạng rỡ của muội muội trước khi cô bé xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Liên, chân mày Diệp Huyên chậm rãi cau lại. Đại thế giới huyền hoàng. Sau một hồi trầm tư, hắn đang định rời đi thì lại thấy một cô gái đi vào. Đó chính là Khương Cửu. Bản thân nàng ấy trước đây là cung chủ kiêm nguyên soái, rất thành thạo việc quản lý, vì vậy trước giờ đều luôn phụ trách trông nom kiếm tông và võ viện. Đến trước mắt hắn rồi, nàng ấy quan sát một phen, thực lực đã đến đâu rồi? Đã rất mạnh rồi, hắn nhe răng cười. Khương Cửu lắc đầu, ta không theo kịp ngươi nữa. Diệp Huyên lặng lẽ nói, đều là bị ép thôi. Có thể nói, từ Thanh Thành cho đến bây giờ, số kẻ thù của hắn không bao giờ đứt đoạn. Mỗi khi đặt chân đến nơi nào đều sẽ có những đối thủ hùng mạnh khác, mà bây giờ chính là đại thế giới huyền hoàng. Không chỉ vậy mà có thể còn có người càng lợi hại hơn. Đúng là vô cùng vô tận. Diệp Huyên lắc đầu cười trừ. Khương Cửu hỏi, ngươi tìm ta đến đây làm gì? Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ. Nghiêm túc nói, cô hẳn cũng biết ta đã là thần chủ thần quốc rồi, nhưng lại không có lấy một thân tín bên người, vì vậy mới tìm cô đến giúp. Chân mày đối phương khẽ cao lại, không phải ngươi đã có thượng quan tiên nhi gì đó sao? Diệp Huyên lắc đầu, nàng ấy tốt thật, nhưng lòng chung chưa hoàn toàn đứng về phía ta. Ta biết rồi, Khương Cửu gật đầu rồi nói, ngươi định cho ta chức vụ gì? Diệp Huyên cười, cô muốn chức gì? Nàng ấy chỉ lắc đầu, ngươi cho đi. Diệp Huyên gật gù, từ giờ trở đi, cô có thể hoàn toàn thay mặt ta. Hắn đưa một lệnh bài sang, đây là thần chủ lệnh, thấy lệnh như thấy người. Khương Cửu hạ giọng, nếu có người không phục thì sao? Diệp Huyên lên tiếng, ra đây. Hắn vừa dứt lời, một cô gái áo đen xuất hiện sau lưng Khương Cửu. Cô ta do cô toàn quyền điều khiển, ngoài ra cô cũng có thể điều động ám vệ. Khương Cửu nhìn hắn rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Khi nàng ấy xoay người đi đến cửa thì gặp phải thượng quan tiên nhi. Nàng ấy khẽ ngẩn ra, các hạ là. Khương Cửu mỉm cười, ta là Khương Cửu. Từ giờ phút này trở đi, ta sẽ ở bên hắn, phụ trách một số công việc, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn. Sắc mặt thượng quan tiên nhi có một thoáng cứng đờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, gật đầu nói, hoan nghênh Khương cô nương. Khương Cửu gật đầu, ta còn có việc, sau này lại trò chuyện. Nàng ấy đi rồi, để lại thượng quan tiên nhi đứng đó trong im lặng trước khi tiến vào đại điện thi lễ với Diệp Huyên, ta đã thông báo cho tất cả thành viên Chu đạo quân nhưng không nhận được hồi âm nào, có lẽ bọn họ. Diệp Huyên chỉ lạnh nhạt nói, Bảo Diêm Đao, Trấn Quan Đao và hai vị tiền bối Hướng Hữu chuẩn bị nghe ta sai khiến. Thật sự phải làm vậy sao, thượng quan tiên nhi cười khổ. Khẽ rũ đầu, ta không có ý gì khác, cũng không đứng về bọn họ, chỉ là. Đội quân này được võ thần chủ sáng lập, có công vĩ đại với thần quốc. Diệp Huyên nhìn sang nàng, nhưng bọn họ đã không chịu nghe lệnh chúng ta nữa. Ta không quan tâm họ thần phục ai, nhưng ta mới là thần chủ hiện nay, nếu họ không dốc lòng ra sức, ta tất nhiên có quyền đuổi khỏi thần quốc.
Hắn đi đến trước thượng quan Tiên Nhi, những người này tự nhận là chiến sĩ tinh nhuệ nhất thần quốc, tâm cao khí ngạo không để ta vào mắt, ta cần gì phải tôn trọng họ nữa. Hắn vừa rảo bước đến cửa điện, vừa nói ta không muốn làm quốc chủ thần quốc, nhưng nếu tiểu thất đã muốn thì ta sẽ làm, đồng thời sẽ dẫn dắt toàn bộ vũ trụ hỗn độn chống lại đại thế giới huyền hoàng. Một khi đã vậy, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ở đây dám khiêu chiến uy danh của ta. Ai dám khiêu chiến, kẻ đó chết. Diệp Huyên không muốn làm Độc Cô Cầu bại, nhưng hắn biết đứng trước đại địch lúc này, nội loạn tuyệt đối không thể xảy ra. Một khi có mầm mống phải lập tức bị diệt trừ. Hơn nữa, nếu hắn cho phép có người khiêu chiến uy danh của hắn thì làm sao có thể khiến người trong thiên hạ tin phục cho được. Thượng quan Tiên Nhi là một người thông minh, biết rõ ý tưởng của hắn, vì vậy không lên tiếng nữa. Một hồi sau, nàng ấy mới nhẹ giọng, ban nãy ta vừa gặp được cửu cô nương. Diệp Huyên gật đầu, ta mời nàng ấy đến giúp. Đối phương hơi cúi đầu, ta có cần rời đi không? Không, cô cứ tiếp tục làm việc của mình, nhưng về sau ý nàng ấy chính là ý của ta, mọi việc đều nghe theo nàng. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta hiểu rồi. Địa vị của nàng ấy đã rơi từ thứ nhất xuống thứ hai, nhưng nàng ấy biết đây đã là kết quả tốt nhất. Chỉ cần nàng ấy không đánh mất địa vị này, vẫn ở bên Diệp Huyên, vẫn ở trong vòng quyền lực thì gia tộc thượng quan sẽ không gặp phải ngày sa sút. Chỉ là quyền lực có thể sẽ càng lúc càng ít đi mà thôi. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, thượng quan cô nương, trong thời gian vừa qua cô đã giúp ta rất nhiều. Nhưng có lẽ cô còn chưa nhận rõ vị trí của mình, vì vậy ta cần một người của ta đến giúp. Yên tâm, trước kia cô như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy, chẳng qua ta hy vọng cô hiểu rõ hơn. Đây là lần cuối cùng ta nói với cô, sau này cô không được làm trái lệnh ta, đặc biệt là ở trước mặt người khác, cô có rõ không? Thượng quan Tiên Nhi khẽ cúi đầu, ta đã rõ. Diệp Huyên gật đầu, vậy đi xuống đi. Đợi thượng quan Tiên Nhi thi lễ rời đi rồi, Diệp Huyên lại ngồi xếp bằng, đang định hấp thu một thanh kiếm đạo cảnh nữa thì một luồng khí tức hùng hậu bỗng ập đến từ chân trời bên ngoài. Kẻ địch tấn công ư? Diệp Huyên nhíu mày, một khắc sau đã xuất hiện ở ngoài điện. Một người đàn ông tỏa ra sức mạnh cuồn cuộn đang lao vun vút từ trên trời xuống. Bỗng nhiên diêm đao xuất hiện, rút đao ra. Choang! Gã kia bị buộc phải dừng lại. Đồng thời, 12 người khác xuất hiện sau lưng gã, tất cả đều đạt đến thần cảnh đỉnh cao, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Diêm đao nhíu mày lướt qua một lượt, các ngươi là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.